Hôm nay công ty Resunis Kabi cùng Hội Nội thận Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược có tổ chức lớp CME trực tuyến với chủ đề chiến lược dinh dưỡng trên người bệnh thận điều trị bảo tồn. Một chủ đề thì không mới nhưng cũng không bao giờ cũ. Như chúng ta đã biết, bệnh thận mãn ngày càng có nhiều đối tượng nguy cơ và gia tăng tỷ lệ trong dân số hàng năm. Chưa kể đại dịch COVID-19 đang diễn ra trên thế giới sẽ góp thêm vào những bệnh nhân bị nhiễm SARS-CoV-2 sẽ là đối tượng nguy cơ trở thành bệnh nhân bệnh thận mãn trong tương lai sau khi sống sót sau đại dịch. Trong cuộc chiến điều trị bảo tồn cho bệnh nhân bệnh thận mãn thì dinh dưỡng đóng vai trò chủ yếu. Như chúng tôi thường nói, trong điều trị bệnh thận mãn thì ăn là điều trị. Ăn đúng là điều trị đúng, mà ăn sai là điều trị sai. Đó cũng là nội dung của các bài báo cáo trong chương trình CME ngày hôm nay. Và các báo cáo viên và những giảng viên của Bộ Môn Nội, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Huỳnh Ngọc Phương Thảo, trưởng khoa Nội thận Thận nhân tạo, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy và thạc sĩ bác sĩ Lê Nguyễn Xuân Điền của Bộ Môn Nội, Đại học Y Dược. Xin thay mặt ban tổ chức, chúng tôi trân trọng tuyên bố khai mạc lớp CME ngày hôm nay và chúng tôi xin chân thành cảm ơn Bệnh viện Đại học Y Dược, công ty Resunis Kabi, Hội Nội thận Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ để hoàn thành chương trình này. Kính chúc quý đồng nghiệp nhiều sức khỏe và kính chúc cho hội thảo thành công tốt đẹp. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các báo viên bên tay trái của chúng tôi, bác sĩ thạc sĩ Quỳnh Ngọc Phương Thảo, trưởng khoa thận thận nhân tạo, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bên tay phải chúng tôi, bác sĩ thạc sĩ Lê Nguyễn Xuân Điền là giảng viên của Đại học Y Dược Bộ Môn Nội, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, và thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy cũng là giảng viên của bệnh viện của Bộ Môn Nội, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Để bắt đầu cho hội thảo, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Ngọc Phương Thảo với bài báo cáo đầu tiên, khái niệm về hạn chế protein của hội đồng lượng giá về hiệu quả điều trị bệnh thận từ năm 2002 đến năm 2020. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa bác sĩ chuyên khoa 2 Châu Thị Kim Liên, kính thưa quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp, hôm nay tôi xin chia sẻ kinh nghiệm về khái niệm hạn chế protein hay còn gọi là chế độ ăn giảm đạm đó. Có một sự thay đổi lớn từ Keidoki năm 2000 cho tới Keidoki năm 2020. Phần trình bày gồm có các cái phần như là vai trò của thận trong chuyển hóa protein và axit amin, cơ sở lý luận của khái niệm hạn chế protein và các cái chiến lược về dinh dưỡng nhằm bảo tồn chức năng thận, làm chậm tiến triển bệnh thận mãn đến giai đoạn cuối, những cái tác động đến chuyển hóa cũng như là cập nhật những cái khuyến cáo về nhu cầu protein trên bệnh thận mãn. Thì như chúng ta biết, vai trò của protein và axit amin rất là quan trọng, bởi vì protein là một cái thành phần cơ bản để tạo thành cấu trúc của tế bào và thực hiện các cái chức năng chính của hầu như tất cả các cái tế bào trong cơ thể, như là tham gia vào các cái thành phần enzyme, hormone, albumin, các cái thành phần huyết tương, bạch huyết, kháng thể, vân vân. Protein cũng còn là nguồn năng lượng cho cơ thể và thường cung cấp 10 đến 15% năng lượng của khẩu phần cơ bản. Thì trong cái thành phần chất rắn thì protein chiếm khoảng 15% trong cơ thể, tập hợp trong chủ yếu ở trong cơ bắp, nội tạng, các mô liên kết và các cái protein khác. Thì các cái axit amin có thể được sử dụng để sản xuất protein và còn có thể hình thành nên các axit amin khác nhờ các cái phản ứng khử amin và chuyển đổi amin để tạo thành nên một cái axit amin khác. Như vậy, thận có vai trò như thế nào trong chuyển hóa protein và axit amin? Thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta ăn chất đạm vào, tức là protein nó sẽ phân giải thành các cái axit amin. Và các axit amin này nó sẽ thực hiện các cái nhiệm vụ trong cơ thể,
và sẽ sinh ra amoniac NH3, vì NH3 sinh ra này sẽ đi vào gan tại cái chu trình ure ở gan, và cái ure được sinh ra này sẽ được thải ra, và cái nhiệm vụ chính thải các cái ure này chính là thận. Như vậy thận có nhiệm vụ bài tiết các cái sản phẩm của nitơ trong cái quá trình chuyển hóa axit amin để bài tiết ra ngoài và nước tiểu. Ngoài ra thận còn cân bằng nội môi của nhóm axit amin thông qua các cái vận chuyển ở ống thận gần, cũng như là tham gia vào quá trình dị hóa và thanh thải các cái peptide và hormone có trọng lượng phân tử thấp trong huyết tương, ví dụ như insulin, hormone tăng trưởng, leptin, vân vân. Thì như vậy cái tải lượng protein nó có ảnh hưởng như thế nào bên đậu lọc cầu thận? Thì người ta làm các cái nghiên cứu thực nghiệm trên chuột, thì người ta cho cái chế độ ăn giàu protein á, thì giữa hai nhóm là chế độ ăn giàu protein và nhóm chế độ ăn thấp protein, thì sau một thời gian thì thấy cái đậu lọc cầu thận ở nhóm giàu protein tăng hơn so với cái nhóm thấp protein. Ngoài ra thì các cái lưu lượng mạch máu thận cũng sẽ cao hơn ở cái nhóm giàu protein hơn so với nhóm thấp protein. Và cái kháng lực mạch máu thận thì nó sẽ giảm hơn. Như vậy thì chúng ta nghĩ rằng là như vậy thì nó tăng cái độ lọc cầu thận, nhưng mà thực ra thì không phải. Giống như trong cái trường hợp đái tháo đường cũng vậy, thì cái đái tháo đường giai đoạn đầu là có sự tăng lọc, nhưng mà hậu quả nếu như cái quá trình đó kéo dài thì nó sẽ dẫn tới làm cái sự tăng lọc đó, nó sẽ làm tăng cái áp lực cầu thận, tăng áp lực cầu thận và tăng thải albumin rượu cũng như là sơ hóa cầu thận. Như vậy cái việc hạn chế protein nó sẽ giúp cải thiện giảm tải trên các cái nephron còn lại, có nghĩa là có thể giúp bảo tồn chức năng thận, cải thiện protein niệu, albumin niệu và cải thiện các cái quá trình trao đổi chất như là stress oxy hóa, các cái hiện tượng kháng insulin cũng như là toan chuyển hóa, cải thiện triệu chứng ure huyết, hay là người ta còn nói là cái hội chứng ure huyết cao đó thì sẽ giảm nguy cơ tử vong do thận, hoặc là có thể trì hoãn lọc máu đến 40%. Như vậy thì chúng ta thấy là khi mà tải lượng protein cao, tức là ăn chế độ ăn nhiều protein đó, thì nó sẽ dẫn đến làm giãn cái tiểu động mạch đến và làm tăng cái áp lực cầu thận, và trong giai đoạn đầu thì nó sẽ làm tăng GFA, nó làm tăng cái áp lực cầu thận. Tuy nhiên cái việc tăng áp lực cầu thận này thì nó sẽ tăng cái tín hiệu đến các cái tế bào giãn mạch, làm tăng sản xuất TGF beta, và về lâu về dài sẽ làm tăng sơ hóa mô kẽ, có nghĩa là sẽ sơ hóa thận, sơ hóa mô kẽ, sơ hóa ống thận, cầu thận, và nó sẽ làm giảm cái số nephron còn lành cũng như là dẫn tới hiện tượng phì đại các cái cầu thận. Và cái quá trình này nó như một cái vòng lẩn quẩn, tức là các cái số nephron càng giảm thì cái máu nó sẽ dồn qua các cái nephron còn lành và làm cho càng tăng áp lực cầu thận các cái nephron còn lại và càng làm tổn thương thêm cấu trúc cầu thận. Và như cái vòng lẩn quẩn như vậy, nó sẽ càng ngày cái số nephron sẽ càng giảm, cho đến một lúc nào đó thì bệnh nhân sẽ trở thành suy thận giai đoạn cuối nếu mà số nephron nó giảm dưới 10%. Trên thực nghiệm người ta thấy rằng cái chế độ ăn giảm protein có thể làm giảm bớt cái tổn thương thận ở trên chuột. Thì người ta làm một cái thực nghiệm cho hai cái lô chuột, một cái lô chuột ăn chế độ ăn giảm đạm, tức là chỉ có 6% protein, và một cái chế độ, một lô chuột cho ăn cái chế độ ăn bình thường có 20% protein. Các cái con chuột này đã được thắt bớt mạch máu thận để làm gây một cái tổn thương thận trên thực nghiệm. Thì như vậy sau một thời gian theo dõi thì người ta thấy là ở cái nhóm chuột mà ăn chế độ ăn bình thường thì cái creatinine máu nó cao hơn so với cái nhóm chuột mà giảm protein. Như vậy chứng tỏ là cái việc cái chế độ ăn hạn chế đạm nó làm bảo tồn được chức năng thận. Ngoài ra thì các cái thông số khác, ví dụ như độ lọc cầu thận
thì cái nhóm chuột ăn chế độ ăn bình thường nó thấp hơn, cũng như là cái phân cái mức thải protein liệu, thì cái nhóm chuột mà ăn chế độ ăn protein cao đó thì nó sẽ cao hơn cái nhóm chuột mà có hạn chế protein. Như vậy, kết quả nghiên cứu tóm lại cho thấy là chức năng thận được bảo tồn với chế độ ăn hạn chế protein, và người ta thấy là có sự giảm áp sức áp lực mao mạch cầu thận. Một nghiên cứu thực nghiệm khác cũng trên chuột vào năm 2017 thì người ta thấy là chế độ ăn giảm protein kết hợp với ketoacid thì có thể làm trì hoãn cái tiến triển của bệnh thận đái tháo đường bằng cách là ức chế stress oxy hóa trên các cái con chuột thực nghiệm. Trong cái mô hình này, người ta tạo ra cái mô hình chuột có bệnh thận do đái tháo đường và chia làm 3 nhóm: nhóm có chế độ ăn bình thường, nhóm có chế độ ăn đạm thấp và nhóm có chế độ ăn đạm thấp kết hợp với ketoacid. Người ta điều trị trong 12 tuần và đánh giá ở tuần thứ 24. Thì kết quả cho thấy cái gì? Về đạm niệu thì về cái sự giảm đạm niệu thì chế độ ăn giảm protein kết hợp với bổ sung ketoacid có thể làm giảm đến 71% albumin niệu so với chế độ ăn bình thường, và rất là có ý nghĩa với P nhỏ bằng 0,0002. Chế độ ăn đạm giảm protein kết hợp với ketoacid làm tăng albumin máu, tức là cái chỉ số tốt đó, lên 39% so với cái chế độ ăn đạm bình thường với P bằng 0,003. Chẳng những là nó cải thiện những cái triệu chứng lâm sàng mà còn cải thiện về mặt cấu trúc cũng như là các cái dấu hiệu mô học, thì người ta thấy là cái chế độ ăn giảm đạm kết hợp với ketoacid làm giảm chất nền giang mạch 58% so với chế độ ăn bình thường với P bằng 0,02, và cái chế độ ăn giảm đạm kết hợp ketoacid làm giảm cái độ dày màng đáy, là một trong những cái biểu hiện của cái việc tăng áp lực cầu thận lâu dài hay làm sơ hóa cầu thận đó, khoảng 49% so với cái chế độ ăn đạm bình thường với P bằng 0,03. Người ta còn nghiên cứu trên cái stress oxy hóa thì người ta thấy rằng cái chế độ ăn giảm đạm kết hợp ketoacid cũng làm giảm các cái phản ứng biểu hiện cái stress oxy hóa so với cái chế độ ăn đạm bình thường. Vậy đó là trên thực nghiệm, còn trên người thì như thế nào? Thì có một cái công trình nghiên cứu rất là nổi tiếng của MDRD, là một cái thử nghiệm tiền cứu ngẫu nhiên đa trung tâm gồm 840 bệnh nhân mắc bệnh thận mạng tính, được chia làm hai nghiên cứu. Nghiên cứu thứ nhất là so sánh chế độ ăn giảm protein và protein bình thường gồm 585 bệnh nhân với độ lọc cầu thận từ 25 đến 55 ml phút trên 1,73 mét vuông da. Nghiên cứu thứ hai là so sánh chế độ ăn giảm protein rất thấp và chế độ ăn giảm protein gồm 255 bệnh nhân với độ lọc cầu thận từ 13 đến 24 ml phút trên 1,73 mét vuông da. Thì cũng xin nói lại là chế độ ăn rất thấp đó, tức là cái protein nó khoảng từ 0,3 đến 0,3-0,4 gram bạc ký một ngày, và chế độ ăn đạm thấp là khoảng 0,6 gram protein bạc ký một ngày. Như vậy, cái mục đích nghiên cứu của nghiên cứu này là so sánh tốc độ suy giảm của độ lọc cầu thận, tức là cái độ dốc đó, liên quan đến các cái mức độ hấp thu protein khác nhau và hai mức huyết áp bình thường so với huyết áp thấp. Thì đây là một cái nghiên cứu phân tích theo điều trị. Nghiên cứu thứ nhất á, thì cái kết quả cũng không có được tốt lắm, tức là cái mức giảm trung bình của mức lọc cầu thận sau 3 năm không có khác biệt giữa hai nhóm chế độ ăn bình thường và chế độ ăn giảm protein. Nghiên cứu thứ hai á, thì trên những cái bệnh nhân suy thận nặng thì người ta thấy là cái chế độ ăn rất ít protein so với chế độ ăn ít protein không làm chậm đáng kể sự tiến triển bệnh thận, tức là nó có chậm nhưng mà nó không có ý nghĩa. Một cái phân tích gộp cũng lâu rồi, năm 1998, trên những cái về cái chế độ ăn hạn chế đạm trên cái tốc độ suy giảm độ lọc cầu thận, thì gồm 13 nghiên cứu can thiệp, 1919 bệnh nhân và 11 bệnh nghiên cứu không can thiệp với 2248 bệnh nhân.
thì người ta thấy là cái sự suy giảm mức độc cầu thận thấp hơn đáng kể trên các cái nghiên cứu can thiệp so với nghiên cứu không can thiệp, và chế độ ăn giảm protein giúp giảm tốc độ suy giảm độ lọc cầu thận 0,5 ml phút một năm. Như vậy là cái phân tích gộp này cho thấy là mặc dù hạn chế protein trong chế độ ăn có giúp làm chậm tốc độ suy giảm chức năng thận, tuy nhiên là cái lợi ích trên lâm sàng vẫn chưa thật là rõ ràng. Thì người ta phân tích lại cái nghiên cứu MDRD, người ta lấy ra 66 bệnh nhân từ nghiên cứu thứ hai với độ lọc cầu thận trung bình từ 7,5 đến 24 ml phút trên 1,73 mét vuông da. Vì người ta cho ăn chế độ ăn rất ít protein, tức là khoảng từ 0,3 gram đó hoặc ký mỗi ngày, có bổ sung keto analog, thì người ta thấy là cái chế độ ăn rất thấp protein kết hợp với bổ sung ketone analog có làm chậm sự tiến triển, đây cái đường màu ở trên cùng này, có làm chậm sự tiến triển của suy thận hơn so với cái chế độ ăn bình thường và cái chế độ ăn đạm thấp và bổ sung các cái acid amin bình thường. Thì như vậy kết luận rằng là keto acid kết hợp với chế độ ăn rất ít protein giúp làm chậm sự tiến triển của bệnh thận hơn so với cái việc mà bổ sung các cái acid amin bình thường khác. Từ kết quả các cái nghiên cứu này mà năm 2000 Hội đồng Thận học Quốc gia Mỹ, tức là KDOQI-NKF đã đưa ra khuyến cáo đầu tiên về dinh dưỡng trên bệnh nhân suy thận mạn. Qua cái khuyến cáo đầu tiên này, người ta đã cung cấp các hướng dẫn và chiến lược về dinh dưỡng, đặc biệt là nhu cầu protein trên bệnh nhân suy thận chưa lọc máu. Thì với cái kết quả MDRD như nói ở trên, thì người ta chỉ dám đưa ra cái mức là đối với bệnh nhân bệnh thận mạn với độ lọc cầu thận dưới 25 ml phút chưa có lọc máu, thì người ta khuyên là nên cân nhắc chế độ ăn ít protein. Theo kế hoạch cung cấp khoảng 0,6 gram protein và ký mỗi ngày. Và đối với những cái bệnh nhân không thể duy trì chế độ ăn giảm protein thì có thể chỉ định chế độ ăn lên tới 0,75 gram protein và ký một ngày. Và cái mức độ chứng cứ này thì không có cao. Và người ta có đưa ra một số cái nhận xét là khi thực hiện và theo dõi đúng cách thì chế độ ăn ít protein và cao năng lượng sẽ duy trì tình trạng dinh dưỡng, đồng thời hạn chế tạo ra các cái chất chuyển hóa nitơ, các cái biểu hiện của hội chứng ure huyết cao và các cái biến chứng chuyển hóa khác. Và cái chế độ ăn ít protein, tức là 0,6 gram một ký đó, có thể làm chậm sự tiến triển của suy thận hoặc trì hoãn nhu cầu lọc máu. Và trong đó thì giảm protein nhưng mà ít nhất phải là 50% trong khẩu phần phải có cái là loại cái protein có giá trị sinh học cao. Khi bệnh nhân ăn kiêng không có kiểm soát thì sự suy giảm lượng protein và các cái chỉ số về tình trạng dinh dưỡng thì người ta thấy nếu mà không có kiểm soát tốt thì có thể thấy được cái sự suy giảm lượng protein cũng như là các cái chỉ số xấu về tình trạng dinh dưỡng. Như vậy thì lượng protein tối ưu cho bệnh nhân bệnh thận mạn là một cái chủ đề của các cái cuộc tranh luận liên tục trong hơn 30 năm qua. Sau đó người ta phân tích lại MDRD, cái công trình nghiên cứu của MDRD, thì người ta khi đánh giá lại thì các cái tác giả nhận ra rằng cái hạn chế chính của cái nghiên cứu MDRD là cái thời gian nghiên cứu chưa có dài đủ để thấy cái hiệu quả điều trị. Thì trong bất kỳ một cái tình trạng bệnh tiến triển thì cần phải cái thời gian theo dõi lâu hơn để đánh giá cái hiệu quả của một cái can thiệp điều trị. Trong cái nghiên cứu số 1 thì cần có thời gian nghiên cứu dài hơn để đánh giá tác dụng có lợi của cái chế độ ăn giảm protein. Và tại thời điểm 36 tháng, tức là 3 năm thì mức giảm GFA trên hai nhóm bệnh nhân không khác biệt đáng kể. Tuy nhiên nếu mà chúng ta có thể nghiên cứu được kéo dài hơn thì có thể cho thấy tác dụng có lợi của cái chế độ ăn giảm đạm theo cái phép ngoại suy, tức là trên cái biểu đồ. Và ngoài ra thì sau cái thời điểm năm 2000 thì có rất là nhiều các cái nghiên cứu ra đời. Ví dụ đây là một cái phân tích gộp cho thấy là cái việc cải thiện cái việc chế độ ăn giảm đạm hạn chế protein đó kết hợp với keto acid có thể cải thiện protein niệu cũng như là
albumin niệu có thể giảm protein niệu từ 20-50% cho những cái bệnh nhân bệnh thân mạng và có mối liên hệ tuyến tính giữa lãm lượng protein ăn vào. Nó nằm bên nhóm favor cái treatment. Một cái phân tích gộp khác năm 2018 thì cho thấy là cái việc chế độ ăn giảm đạm kết hợp keto acid có thể cải thiện protein niệu so với chế độ ăn hạn chế protein. Ví dụ như là ảnh hưởng của chế độ ăn hạn chế protein nó sẽ thay đổi protein niệu được chứng minh qua 10 thử nghiệm với tổng số là 870 bệnh nhân so với nhóm chứng là cái chế độ ăn bình thường đó. Thì cái chế độ ăn hạn chế protein giúp làm giảm bài tiết protein qua nước tiểu lên đến 0.44 gram một ngày, tức là đa số là favor bên cái nhóm là chế độ ăn giảm đạm. Ngoài ra thì cái chế độ ăn giảm đạm cũng giúp làm chậm tiến triển bệnh thận mạng so với chế độ ăn thận bình thường. Qua rất là nhiều nghiên cứu thì cũng là làm giảm các cái ít các cái biến cố về suy thận giai đoạn cuối cũng như là tiến triển đến chạy thận nhân tạo vân vân hơn so với cái chế độ ăn bình thường, tức là favor bên cái điều trị hơn. Chế độ ăn hạn chế protein cũng giúp trì hoãn cái thời điểm lọc máu ở bệnh nhân bệnh thận mạng không có đái tháo đường so với cái bệnh nhân có đái tháo đường, qua rất là nhiều cái nghiên cứu người ta phân tích gộp. Tương tự như vậy, đây là cái phân tích gộp năm 2018 trên rất là nhiều các nghiên cứu cũng cho thấy là chế độ ăn rất ít protein giúp trì hoãn thời điểm bắt đầu lọc máu trên bệnh nhân bệnh thận mạng không có đái tháo đường so với chế độ ăn có protein bình thường. Nó favor bên cái nhóm điều trị. Với cái risk ratio tức là có 0.64. Từ các cái chứng cứ này mà người ta đưa ra cái cập nhật khuyến cáo Kedoki năm 2020. Thì gần 20 năm sau ngày công bố với nhiều chứng cứ mới, năm 2020 Kedoki đã đưa ra một cái hướng dẫn mới với những cái thay đổi về phân tầng khuyến cáo theo chứng cứ. Như vậy người ta thấy là cái Kedoki năm 2000 đối tượng bệnh nhân là bệnh nhân lọc máu chu kỳ, bệnh nhân suy thận mạng chưa lọc máu. Thì năm 2020 là cũng bao gồm những cái đối tượng gồm người trưởng thành mắc bệnh thận mạng giai đoạn từ 1-5, bao gồm cả bệnh nhân lọc máu và sau ghép thận. Về tài liệu thì năm 2000 dựa vào những cái chứng cứ từ năm 1966 đến năm 1997, thì Kedoki 2020 là dựa vào những cái chứng cứ mới đây năm 1985 đến năm 2016. Và nếu như năm 2000 người ta chưa có phân tầng khuyến cáo, chủ yếu là dựa vào cái opinion, tức là cái ý kiến chuyên gia, thì Kedoki sẽ có năm 2020 có phân tầng khuyến cáo theo mức độ mạnh yếu khác nhau. Thì cái phương pháp phân tầng khuyến cáo tức là người ta phân theo chất lượng của chứng cứ. Nếu mà chất lượng cao là A, trung bình là B, kém là C và rất kém là D. Và cái sức mạnh của khuyến cáo tức là level 1 là khuyến cáo rất là mạnh, là cái mức mà bác sĩ cần tuân thủ và áp dụng cho mọi bệnh nhân. Level 2 là người ta dùng cái chữ suggest, tức là đề nghị, là mức mà bác sĩ cần chú thích trong hồ sơ nếu không thể áp dụng khuyến cáo này cho những cái bệnh nhân đặc biệt và không phân tầng. Như vậy so sánh hai cái khuyến cáo năm 2000 cho tới năm 2020 thì ở đây chủ yếu nói về cái chế độ ăn giảm đạm, tức là hạn chế protein. Thì năm 2000 á, thì người ta khuyến cáo đối với bệnh nhân suy thận mạng có độ lọc cầu thận dưới 25 ml/phút mà chưa có lọc máu đó, thì cũng cần ăn cái chế độ ăn giảm đạm là 0.6 gram protein bạc ký mỗi ngày. Đó. Còn năm 2020 thì người ta nói rõ là cái mức độ lọc cầu thận cao hơn. Ví dụ trước đây là dưới 25 thì bây giờ là bệnh thận mạng giai đoạn 3-5, tức là dưới 60 ml/phút, tức là cái mức lọc cầu thận nó cao hơn
đã bắt đầu áp dụng rồi. Thì bình thường mạng từ giai đoạn 3 đến 5, có nghĩa là dưới 60 ml/phút, mà có cái tình trạng chuyển hóa ổn định, thì chúng tôi khuyến cáo rằng là dưới cái sự theo dõi về lâm sàng chặt chẽ, thì cần những cái bệnh nhân này cần hạn chế protein và có thể đi kèm hoặc không kèm với lại keto analog để làm giảm nguy cơ bệnh thận giai đoạn cuối hoặc là tử vong do bệnh thận. Với cái chất lượng khuyến cáo đến mức là 1A, tức là cái mức cao nhất, và cải thiện chất lượng cuộc sống với mức khuyến cáo là 2C. Như vậy chúng ta thấy rằng cái sự thay đổi rất là rõ rệt bên mọi phương diện, tức là cái mức lọc cầu thận nó tăng lên, có thể áp dụng cho bệnh nhân đến dưới 60 ml/phút, và có cái sự thay đổi là có thể bổ sung cái keto acid, trong khi Kidoki năm 2000 thì không có nói đến điều này, tức là vì cái mức độ chứng cứ chưa có rõ ràng. Nhưng mà đến năm 2020 thì người ta có bổ sung thêm là có thể đi kèm với bổ sung keto acid để làm chậm cái tiến triển bệnh thận mạng cũng như là tử vong do bệnh thận và cải thiện chất lượng cuộc sống. Thì cái chế độ ăn protein thấp có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cung cấp 0,55 đến 0,6 gram protein và ký mỗi ngày. Thì chúng ta biết là cái cách tính đó là thường thường là thịt cá thì khoảng 20% protein. Như vậy thì chúng ta tính là 0,6 gram thì chúng ta nhân cho 5 lên. Thì các bạn tính theo cái kilo cân nặng thì chúng ta sẽ nói được bệnh nhân là ăn được bao nhiêu gram thịt cá mỗi ngày. Và cái chế độ ăn đạm rất thấp, very low, là cung cấp 0,28 đến 0,43 gram protein và ký mỗi ngày. Và với cái chế độ ăn này thì có thể không có đáp ứng đủ cái nhu cầu protein, thì người ta khuyến cáo là nên đi kèm với bổ sung keto acid để đáp ứng cái nhu cầu protein mỗi ngày là 0,55 đến 0,6 gram và ký mỗi ngày. Như vậy nếu chúng ta cho cái chế độ ăn đạm rất thấp, 0,28 đến 0,43 thì kết hợp bổ sung keto analog. Đó là những cái bệnh nhân không đái tháo đường. Còn những cái bệnh nhân đái tháo đường thì năm 2020 thì người ta khuyến cáo là những cái bệnh nhân không có đái tháo đường á, thì có thể ăn một cái chế độ ăn cao hơn để mà giảm được cái đường huyết. Thì năm 2020 thì đối với những bệnh nhân đái tháo đường cũng giai đoạn từ 3 đến 5, tức là dưới 60 ml/phút á, thì người ta khuyến cáo là có thể ăn chế độ ăn là 0,6 đến 0,8 gram bạc ký mỗi ngày để duy trì một cái tình trạng dinh dưỡng ổn định và tối ưu hóa cái việc kiểm soát đường huyết. Như vậy cái cơ chế hoạt động của keto analog như thế nào mà có thể giúp cải thiện, làm trì hoãn cái tiến triển bệnh thận, thì người ta thấy là các cái chất keto analog có thể chuyển hóa các cái thành các cái axit amin thiết yếu bằng cách lấy nitơ từ các axit amin không thiết yếu. Như vậy thì có sự giảm cái sự hình thành ure bằng cách tái sử dụng các cái nhóm amin này, và là một cái nguồn dinh dưỡng bổ sung, đồng thời giúp cải thiện cái triệu chứng ure huyết, bởi vì có thể sử dụng lại mà không có làm tăng ure, cũng như là giúp cải thiện các cái tình trạng chuyển hóa như là tình trạng nhiễm toang, các cái phản ứng viêm, tăng cái độ nhạy với insulin, cũng như là cái tình trạng loạn dưỡng xương do thận. Đây là một cái nghiên cứu, một cái phân tích gộp từ các nghiên cứu cho thấy các cái chế độ ăn hạn chế protein đạm thấp hoặc là rất thấp, không có là có thể duy trì cái tình trạng dinh dưỡng mà không có làm gia tăng cái tỷ lệ tử vong và các cái nguy cơ dinh dưỡng đáng kể như là giảm cân hoặc là tiêu hao năng lượng protein. Trên rất là nhiều cái nghiên cứu, người ta thấy là không có cái sự giúp được cái duy trì cái tình trạng dinh dưỡng ổn định và không có làm tăng cái tỷ lệ tử vong. Như vậy, tóm lại thì lưu ý về cái chế độ ăn hạn chế protein trong bệnh thận mạng, thì bên cạnh những cái lợi ích đã được chứng minh của chế độ ăn hạn chế protein thấp hoặc là rất thấp trong quản lý bệnh thận mạng, thì cái việc tuân thủ là yếu tố quan trọng nhất để đạt được hiệu quả bảo tồn chức năng thận. Các yếu tố tâm lý, xã hội, kiến thức, thái độ và sự hỗ trợ tư vấn là một trong những cái yếu tố quyết định giúp cải thiện tuân thủ đối với chế độ điều trị. Thì
theo sau cái bài này thì thạc sĩ Thủy cũng như là thạc sĩ Điền sẽ mô tả cho một cái nhìn cụ thể hơn về cách ứng dụng như thế nào để có được cái chế độ ăn giảm protein như vậy. Và cái nhu cầu protein và năng lượng thay đổi tùy theo tình trạng lâm sàng và theo mức độ nghiêm trọng của người bệnh. Và ngoài ra cái lượng protein cung cấp theo chế độ ăn cũng có thể ảnh hưởng bởi các cái tình trạng đi kèm. Vì vậy mà cần phải thường xuyên tái khám định kỳ để theo dõi cái chế độ ăn và đánh giá tình trạng dinh dưỡng trong quá trình điều trị, cũng như là nếu mà có điều kiện có thể phối hợp giữa lâm sàng với lại các cái nhà dinh dưỡng để hướng dẫn cho bệnh nhân một cách cụ thể hơn. Vậy tóm lại thì các cái biến chứng về dinh dưỡng và chuyển hóa của bệnh thận mạn rất là phức tạp. Thì cái liệu pháp keto analog kết hợp với cái chế độ ăn hạn chế protein là một cách tiếp cận hợp lý giúp bảo tồn chức năng thận và làm chậm diễn tiến bệnh thận mạn vào giai đoạn cuối. Tuy nhiên để tuân thủ tốt và chế độ ăn này nhằm đảm bảo hiệu quả điều trị thì cần sự tham gia hợp tác của bác sĩ cũng như là chuyên gia dinh dưỡng và đặc biệt là người bệnh. Bài trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn. Rất cảm ơn bài báo cáo của bác sĩ Huỳnh Ngọc Phương Thảo. Với nội dung rất là phong phú và rất là xúc tích. Tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin trân trọng kính mời bác sĩ, thạc sĩ bác sĩ Lê Nguyễn Xuân Điền với bài lợi ích của chế độ ăn giảm đạm kết hợp liệu pháp keto analog trong điều trị bảo tồn cho người bệnh thận mãn. Xin trân trọng kính mời. Dạ, kính thưa các thầy cô trong ban chủ tọa, kính thưa quý đồng nghiệp, thì hôm nay tôi xin nói về cái đề tài đó là lợi ích của chế độ ăn giảm protein kết hợp với keto analog trong điều trị bảo tồn bệnh thận mạn. Thì cái phần nội dung của tôi đó gồm có hai phần. Thứ nhất á, là tôi sẽ nói sơ về cái vai trò của chế độ ăn giảm protein trong cái điều trị bệnh thận mạn. Thì phần này thì cô Thảo đã nói rất là kỹ rồi, rất là xúc tích rồi. Và cái phần thứ hai đó là tôi xin lược qua một số cái phân tích gộp cũng như là một số cái nghiên cứu về cái chế độ ăn giảm protein trong điều trị bảo tồn những cái bệnh nhân này. Mục tiêu của điều trị bệnh thận mạn đó thì như chúng ta đã biết đó là chúng ta sẽ có 5 mục tiêu. Thứ nhất là chúng ta sẽ điều trị cái bệnh thận căn nguyên, tức là chúng ta sẽ điều trị tăng huyết áp hay là đái tháo đường hay là các cái bệnh lý cầu thận. Cái thứ hai đó là chúng ta sẽ điều trị cái yếu tố làm giảm cái độ lọc cầu thận cấp tính, có nghĩa là chúng ta sẽ điều trị cái tổn thương thận cấp ở trên một cái người mà bệnh thận mạn. Cái thứ ba là cũng quan trọng không kém, đó là chúng ta phải điều trị làm sao cho làm chậm được cái tiến triển của bệnh thận mạn. Thì chúng ta đã biết là sau 30 tuổi đó thì mỗi cái người bình thường người ta sẽ giảm là khoảng 1-20 lít phút trong một năm. Vậy thì cái điều trị của chúng ta nó phải làm sao là cái tốc độ giảm cái độ lọc cầu thận của một cái người bệnh thận mạn nó cũng phải giống như một người bình thường, cũng tức là chúng ta làm cho cái diễn tiến của cái bệnh thận mạn đó nó cũng chỉ là 1-20 lít phút một năm thôi. Và cái thứ tư đó là chúng ta khi mà những cái bệnh thận mạn này nó tiến triển, nó có những cái biến chứng thì chúng ta sẽ phải điều trị cái biến chứng của bệnh thận mạn này. Và khi mà bệnh thận tiến triển tới giai đoạn 4, giai đoạn 5 thì chúng ta phải bắt đầu điều trị thay thế thận cho bệnh nhân. Đây là một cái vòng xoắn bệnh lý ở trong cái bệnh thận mạn theo cái textbook The Kidney của Brenner. Thì có con đường, tất cả các con đường đều đến cái La Mã, đó là cái tổn thương cầu thận. Vậy thì hai cái chốt chặn cuối cùng mà đến để tổn thương cầu thận đó là tiểu protein và cái tình trạng tăng lọc. Cái tình trạng tăng lọc này đó là theo giả thuyết của Brenner đó, thì chúng ta thấy là một khi mà một cái nephron mà nó bị tổn thương thì những cái nephron khác á, bắt buộc nó phải tăng lọc để nó bù trừ cho những cái nephron này, để nó bù trừ cho những cái nephron mà nó bị mất chức năng. Những cái nephron tăng lọc này đó sau một thời gian đó thì nó sẽ bị tổn thương, nó sẽ bị tổn thương và nó cũng sẽ dẫn tới là cái tổn thương cầu thận này. Cái tổn thương cầu thận này đó thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng đáp ứng viêm. Tình trạng đáp ứng viêm này nó sẽ dẫn đến một số vòng xoắn bệnh lý, đó là dẫn đến cái tình trạng sơ hóa cầu thận, làm có tăng cái hoạt tính của hệ RAA hay là tăng cái nồng độ angiotensin. Tăng nồng độ angiotensin này nó cũng sẽ làm tăng cái áp lực vào cầu thận cũng như là tăng tiểu protein, và nó cũng lại dẫn đến cái tình trạng đó là làm tổn thương
cái cầu thận thêm nữa. Ngoài ra những cái yếu tố khác, ví dụ như là tăng huyết áp hay là những cái bệnh lý cầu thận mà nguyên phát, thì nó cũng làm cho giảm cái số lượng nephron, nó cũng dẫn đến cái, nó cũng tham gia vào cái vòng xoắn bệnh lý này. Như vậy đó thì dựa trên cái vòng xoắn bệnh lý này, chúng ta sẽ có các cái can thiệp để mà làm giảm cái tốc độ của tiến triển của bệnh thận mạng cũng như là điều trị cái bệnh thận căn nguyên này. Thì cái điều trị đó người ta sẽ chia làm hai nhóm. Và cái nhóm thứ nhất đó, là chúng ta sẽ điều trị bằng thuốc, tức là chúng ta sẽ sử dụng những cái thuốc, ví dụ như là thuốc hạ áp, thuốc ức chế men chuyển, ức chế thụ thể, vai trò của statin, việc kiểm soát cái đường huyết và cái điều trị của bệnh thận căn nguyên. Cái nhóm thứ hai đó là chúng ta sẽ can thiệp vào lối sống, ví dụ như là chúng ta sẽ bỏ hút thuốc lá, chúng ta sẽ giảm cân nặng, chúng ta sẽ giảm cái chế độ ăn giảm muối, và chúng ta sẽ sử dụng cái chế độ ăn mà giảm protein. Như vậy chúng ta thấy đó là ở trong cái về mặt academic đó, thì cái chế độ ăn mà giảm protein nó có vai trò ở trong cái việc làm chậm tiến triển cũng như là can thiệp điều trị ở trong cái bệnh thận mạng. Thì vai trò của cái chế độ ăn giảm protein đó, hay còn gọi tắt đó là LPD đó, thì cái chế độ ăn LPD thì nó sẽ giúp cho chúng ta được cái gì? Thì một cái điều trị lúc nào nó cũng sẽ có hai phần. Thứ nhất đó là nó sẽ có mặt có lợi, và thứ hai nó là sẽ có mặt có hại, hay là lợi ích và nguy cơ. Cái lợi ích của chế độ ăn giảm đạm đó là nó sẽ làm giảm được cái áp lực lọc của cầu thận, nó sẽ làm giảm được cái tiểu albumin, nó sẽ giúp cho cái người bệnh đó nó giảm được những cái chất độc của hội chứng uric cao, giảm được stress oxy hóa, giảm được cái tình trạng đó là tăng phốt pho và PTH trong rối loạn chuyển hóa canxi phốt pho, giảm được huyết áp, và cũng như là nó làm cải thiện được chất lượng cuộc sống của người bệnh. Thông qua đó đó là nó sẽ làm chậm cái tiến triển của cái người bệnh này đến tiến triển đến suy thận giai đoạn cuối mà cần phải lọc máu định kỳ. Tuy nhiên đó thì nó sẽ có một cái nguy cơ, đó là nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng đó là giảm cái năng lượng mà nhập vào, do chúng ta ăn cái chế độ ăn khá là thấp protein, dẫn đến là cái tình trạng đó là tiêu hao năng lượng protein. Như vậy cái tình trạng tiêu hao năng lượng protein này nó sẽ có tác động như thế nào đối với những cái người bệnh thận mạng? Như trên sơ đồ này đó thì chúng ta thấy đó là tất cả các giai đoạn của cái bệnh thận mạng, gần như tất cả các giai đoạn của bệnh thận mạng thì nó đều tham gia vào cái quá trình mà dẫn tới cái tình trạng đó là tiêu hao năng lượng protein. Thì chúng ta thấy đó là cái mũi tên á, mà nó càng dày đó thì tức là cái tác động của nó sẽ càng mạnh, mà tuổi mũi tên càng mỏng đó thì tác động của nó sẽ càng yếu. Và chúng ở đây chúng ta chỉ thấy đó là bệnh thận mạng mà giai đoạn 1 hay là tiểu đạm mà ở mức A1 đó thì nó không có tác động, nhưng mà từ cái tiểu đạm mà mức A2 trở đi, hay là cái bệnh thận mạng mà từ giai đoạn 2 trở đi, là nó sẽ tham gia vào cái quá trình đó là suy dinh dưỡng, tăng cái dị hóa đạm. Những cái tình trạng này đó thì nó sẽ dẫn đến cái tiêu hao năng lượng protein, dẫn đến suy mòn, và cuối cùng đó là nó có thể dẫn đến trực tiếp dẫn đến cái tử vong, cũng giống như là cái bệnh thận mạng giai đoạn cuối, nó có thể dẫn tiếp trực tiếp tới tử vong. Do đó đó là trong các cái nghiên cứu đó thì người ta đều đó so sánh, người ta đều là đánh giá về cái chế độ ăn giảm đạm hay là chế độ ăn cái giảm đạm rất thấp đó, về hai mặt. Thứ nhất là về mặt lợi ích của nó ở trong cái việc đó là làm chậm tiến triển của bệnh thận mạng, và thứ hai đó là đánh giá về cái tác động mà nó gây ra tiêu hao năng lượng protein. Thì đây là các tiêu chí để đánh giá. Chúng ta thấy nó là có thể là đánh giá về các cái sinh hóa như là cái albumin huyết thanh, có thể đánh giá về các cái chỉ số như là BMI, chỉ số khối của cơ mà bị mất đi ở trong cơ thể. Vậy thì theo cái cập nhật cái khuyến cáo của KDOQI 2020 đó, thì chúng ta thấy là KDOQI 2020 nó đưa ra một cái khuyến cáo khá là mới và khá là mạnh. Ở đây đó thì nó sẽ chia ra 4 nhóm đối tượng. Cái nhóm đối tượng đó là bệnh thận mạng không có lọc máu, có hay là không có đái tháo đường, và bệnh thận mạng có lọc máu, có và không có đái tháo đường. Thì trong khuôn khổ trong cái điều trị bảo tồn của bài ngày hôm nay đó, tôi chỉ nói về hai cái đối tượng đó là bệnh thận mạng không có lọc máu mà có hoặc là không có đái tháo đường thôi, tức là cái đối tượng thứ nhất và cái đối tượng thứ hai ở trong cái nghiên cứu, ở trong cái khuyến cáo này. Thì đối với những cái người mà bệnh thận mạng mà không có đái tháo đường mà chưa có chạy thận nhân tạo, thì từ giai đoạn 3 với giai đoạn 5 đó, người ta khuyến cáo là nên sử dụng cái chế độ ăn giảm protein có kèm hay là không kèm theo keto analog. Thì cái việc này đó nó sẽ làm cho giảm cái tiến triển của bệnh thận mạng đến suy thận mạng giai đoạn cuối cũng như là tử vong. Và cái mức khuyến cáo ở đây chúng ta thấy đó là 1A, tức là khuyến cáo rất là mạnh. Và qua đó đó nó sẽ là cải thiện được chất lượng cuộc sống của bệnh nhân,
với mức khuyến cáo đó là 2C. Vậy như vậy cái chế độ ăn mà giảm đạm hay là giảm đạm rất nhiều đó thì nó khác nhau như thế nào? Đối với chế độ ăn giảm đạm đó hay là LVD thì nó sẽ là 0,55 đến 0,6 gram bạc ký cân nặng một ngày, protein cân nặng một ngày. Còn đối với cái chế độ ăn mà chế độ ăn rất thấp đạm đó hay là VLBD thì nó sẽ là 0,22-0,3 gram protein bạc ký một ngày cộng với lại ketonalog để làm sao cho đạt được cái nhu cầu mà năng lượng đó là từ 0,55 đến 0,6 gram protein bạc ký một ngày. Còn đối với những cái người mà bệnh thận mạng mà không có lọc máu nhưng mà có kèm theo đái tháo đường thì cái khuyến cáo 2020 như thế nào? Thì người ta khuyến cáo là đối với những cái đối tượng này đó, người ta chỉ sử dụng cái chế độ ăn đó là giảm đạm thôi, tức là từ 1 đến 1,2 gram bạc ký một ngày thôi. Và người ta chưa có đưa cái khuyến cáo mà sử dụng ketoanalog vào trong cái khuyến cáo của những cái đối tượng này. Vậy thì chúng ta sẽ phải lượt qua một số các cái nghiên cứu để xem coi các nghiên cứu nói như thế nào. Vì hiện tại là chúng ta đang ở trong cái giai đoạn là y học là dựa trên chứng cứ. Thì đây là một cái thư viện của Cochrane, nó đánh giá cái chế độ ăn LVD ở trên những cái người mà bệnh thận mạng mà chưa có, mà không có đái tháo đường. Cái nghiên cứu này đó thì nó sẽ đánh giá, các tác giả đánh giá về cái chế độ ăn LVD trên cái tử vong, trên cái suy thận giai đoạn cuối, trên cái tiến triển đến suy thận giai đoạn cuối và trên cái sự thay đổi độ lọc cầu thận của chế độ ăn LVD so với cái chế độ ăn mà có protein bình thường. Và tương tự như vậy là trên cái chế độ ăn VLBD so với cái người mà có chế độ bình thường. Đồng thời đó thì cái thư viện Cochrane này nó cũng đánh giá đó là về cái tính hiệu quả cũng như là cái tính an toàn, của cái chế độ ăn LVD cũng như LVD khi mà nó đánh giá về cái cân nặng ở cuối cái thời điểm nghiên cứu cũng như là cái tình trạng đó là tiêu hao năng lượng protein. Như vậy thì đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về cái chế độ ăn LVD so với cái chế độ ăn mà có protein bình thường thì chúng ta thấy cái gì? Thì ở đây chúng ta thấy là cái chế độ ăn mà LVD đó trên cái dự hậu thứ nhất đó là tử vong đó thì người ta thấy là cái chế độ ăn LVD so với cái chế độ ăn mà so với cái chế độ ăn mà bình thường đó thì nó không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Ở đây chúng ta thấy đó là cái điểm cắt này của chúng ta đó là có một đó, có chứa con số 1, do đó là nó không có ý nghĩa thống kê. Về cái diễn tiến đến suy thận giai đoạn cuối, suy thận giai đoạn cuối đó thì ở đây chúng ta cũng thấy đó là không có sự khác biệt giữa cái nhóm mà có sử dụng cái chế độ ăn LVD so với cái chế độ ăn bình thường. Với B đó với B đó là bằng 0,78, với B bằng 0,78 tức là không có ý nghĩa thống kê. Và ở cái thay đổi về cái độ lọc cầu thận đó thì chúng ta thấy đó là cái chế độ ăn mà LVD so với cái chế độ ăn bình thường nó cũng không có cái sự khác biệt với B bằng 0,78. Như vậy thì ở trong cái Cochrane vào năm 2018 đó thì chúng ta thấy là chế độ ăn mà protein thấp đó thì nó không có khác biệt với cái chế độ ăn mà có protein bình thường ở trên cái các cái dự hậu của người bệnh thận mạng, ví dụ như là tử vong, ví dụ như là tiến triển giai đoạn cuối, ví dụ như là thay đổi cái độ lọc cầu thận. Như vậy thì chúng ta sẽ qua cái phần thứ hai, đó là cái chế độ ăn VLBD so với chế độ ăn LVD hoặc là cái chế độ ăn mà có protein bình thường thì người ta thấy cái gì. Thì cũng tương tự như vậy đó, thì người ta so sánh ở trên cái tử vong. Thì ở trên cái tử vong người ta thấy là không có sự khác biệt giữa cái chế độ ăn VLBD và cái chế độ ăn LVD hay là cái chế độ ăn có protein bình thường, với B là bằng 0,52. Nhưng mà ở trong cái khi mà phân tích về cái tiến triển mà đến suy thận mạng giai đoạn cuối đó thì người ta thấy là cái chế độ ăn mà VLBD đó thì dường như là nó có lợi ích hơn là so với cái nhóm mà cái chế độ ăn mà protein bình thường hay là LVD. Ở đây đó thì chúng ta sẽ thấy đó là cái tỷ số nguy cơ. Tỷ số nguy cơ nó chạy từ, nó là 0,64 và nó chạy từ 0,49 tới 0,85. Và B ở đây chỗ chúng ta đó là bằng 0, tức là có ý nghĩa thống kê. Tức là cái chế độ ăn VLBD này nó rõ ràng là nó sẽ làm chậm cái tiến triển đến suy thận mạng giai đoạn cuối. Và ở cái tiêu chí cuối cùng đó là cái việc mà thay đổi cái độ lọc cầu thận đó thì người ta thấy là cũng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với B bằng 0,54. Như vậy đó thì cái chế độ ăn VLBD ở trong cái nghiên cứu của Cochrane, trong cái thư viện của Cochrane đó, thì chúng ta thấy là chế độ ăn VLBD này
nó sẽ làm giảm cái tiến triển của bệnh thận mạng đến suy thận mạng giai đoạn cuối, nhưng nó không có ảnh hưởng tới tử vong cũng như là không có ảnh hưởng tới sự thay đổi của độ lọc cầu thận. Rồi về cái tính an toàn của cái chế độ ăn LVD và VLVD như thế nào đó, thì chúng ta thấy là cái chế độ ăn mà LVD hay VLVD ở phần quý trên đó, chúng ta thấy là chế độ ăn LVD đó thì nó sẽ giảm cân. Cái người mà ăn cái chế độ ăn LVD đó, nó sẽ có cái cân nặng trung bình nó thấp hơn so với cái người ăn có chế độ ăn protein bình thường, với cái tỷ số nguy cơ đó là nó dưới trừ 0.3 3.09, với B là bằng 0, và cái sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê. Nhưng mà khi mà người ta so sánh giữa cái chế độ ăn VLBD và LBD đó, thì người ta thấy là cái chế độ ăn rất thấp protein cũng như là chế độ ăn thấp protein đó thì nó không có sự khác biệt về cái cân nặng. Như vậy đó thì LBD và VLBD nó có thể nó làm giảm cân nặng, nhưng mà không có sự khác biệt giữa cái nhóm mà LBD hay là VLBD. Về cái tình trạng mà tiêu hao năng lượng đó thì người ta thấy là giữa ba cái nhóm là chế độ ăn rất thấp protein, chế độ ăn thấp protein và chế độ ăn protein bình thường đó thì không có sự khác biệt về cái sự xuất hiện của cái tình trạng đó là tiêu hao năng lượng protein, với B là bằng 0.64 là không có ý nghĩa thống kê. Như vậy đó thì để kết luận đó thì cái chế độ ăn VLVD nó sẽ giúp giảm tiến triển của bệnh thận mạng đến suy thận giai đoạn cuối, và cái chế độ ăn VLBD hay là LBD nó không làm gia tăng cái tỷ lệ tiêu hao năng lượng protein so với cái nhóm mà có chế độ ăn protein bình thường. Như vậy đó là những gì Cochrane nói vào năm 2018. Thì đến năm 2019 đó, các tác giả ở Đài Loan đó, người ta làm ra một cái phân tích gộp. Thì chúng ta cũng biết đó là trong tất cả các cái nghiên cứu đó thì cái phân tích gộp nó sẽ là có cái độ mạnh về cái chứng cứ là mạnh nhất. Thì các cái tác giả Đài Loan này để tìm ra được cái gì, các tác giả này đó nghiên cứu đi tìm các cái bài báo ở trên PubMed, và EMBASS ở trong khoảng thời gian từ năm 1994 đến năm 2018. Người ta lấy ra được 127 cái nghiên cứu, trong đó đó người ta loại đi 115 cái nghiên cứu vì nó không có đủ cái tiêu chuẩn để nhận vào trong cái phân tích gộp này. Như vậy thì các tác giả đã phân tích tổng cộng đó là 12 nghiên cứu, trong đó có một nghiên cứu của CLA được chia ra làm hai cái nghiên cứu nhỏ. Thì trong 12 nghiên cứu này đó thì chúng ta sẽ thấy là nó có 10 nghiên cứu đó là RCT và có hai nghiên cứu không phải là RCT. Về cái kết quả nghiên cứu đó, người ta thấy là người ta muốn đánh giá về cái gì? Người ta đánh giá về cái tốc độ giảm cái độ lọc cầu thận. Cái thứ hai là người ta muốn đánh giá về cái nồng độ của các cái chất độc ở trong cơ thể nó như thế nào khi mà chúng ta sử dụng cái chế độ ăn mà có bổ sung keto analog. Cái thứ ba đó là đánh giá về cái tình trạng hao mòn, tiêu hao năng lượng protein. Và cái cuối cùng đó là đánh giá về cái kiểm soát các cái biến chứng của bệnh thận mạng, như là rối loạn chuyển hóa canxi phosphor BTH là một trong những cái rối loạn chuyển hóa mà nó phải lập ra một cái guideline riêng để mà nó điều trị về cái rối loạn chuyển hóa này. Chúng ta thấy có sự khác biệt giữa cái Cochrane và cái phân tích gộp này. Đối với cái Cochrane đó, chúng ta sẽ thấy là người ta không có sử dụng keto analog, nhưng mà các cái phân tích cái phân tích gộp này đó thì có sử dụng cái keto analog, thì chúng ta sẽ coi là nó khác biệt như thế nào đối với cái thư viện Cochrane vào năm 2018. Vậy thì trên tác động của cái độ lọc cầu thận đó thì người ta thấy là cái chế độ ăn mà có sử dụng keto analog đó, cho dù là LBD hay là VLBD gì đó thì nó cũng sẽ làm giảm cái tốc độ giảm cái độ lọc cầu thận, với B đó là chúng ta thấy ở đây nó là bằng 0.008, và cái tỷ số nguy cơ đó là nó chạy từ 0.73 đến 4.75, thì là sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê. Khi sau đó đó thì các tác giả này chia cái phân tích này thành hai cái dưới nhóm. Một cái dưới nhóm là người ta sẽ so sánh cái chế độ ăn VLBD kết hợp keto analog với cái chế độ ăn LBD kết hợp keto analog. Thì người ta ghi nhận cái gì? Đối với cái chế độ ăn mà VLBD kết hợp với keto analog đó, khi mà so sánh với LBD thì người ta thấy là cái độ giảm cái độ lọc cầu thận đó nó sẽ thấp hơn là so với cái nhóm mà LBD không. Với cái B là bằng 0.03, tức là dưới 0.05, tức là có ý nghĩa thống kê. Khi mà người ta sử dụng cái chế độ ăn LBD thì cái sự khác biệt nó còn rõ ràng hơn nữa. Chúng ta thấy là cái hình màu đen này nó tách ra khỏi cái con số 1,
và B đó là bằng 0,004, tức là có ý nghĩa thống kê. Như vậy đó thì đối với cái chế độ ăn đó là LVD hay là LVD VLVD mà có kết hợp với keto analog thì dường như là nó có vẻ nó tốt hơn so với cái chế độ ăn mà chỉ có chế độ ăn là VLVD không mà không có kết hợp với keto analog. Ở trên đây đó thì người ta lại tiếp tục người ta phân tích một cái dưới nhóm thứ hai, đó là những cái người mà có độ lọc hậu thận dưới 18 và những cái người mà có độ lọc trên 18, để người ta xem coi là nếu mà chúng ta có can thiệp thì chúng ta nên can thiệp ở thời điểm nào. Thì ở đây đó chúng ta thấy đó là đối với những cái người mà bệnh thận mạng có độ lọc hậu thận mà dưới 18 á, thì chúng ta thấy đó là cái nhóm mà sử dụng keto analog so với nhóm không sử dụng đó, thì cái hình mà biểu đồ rừng ở đây, cái chấm đen ở đây, chúng ta thấy nó có chứa con số 1 và B đó là bằng 0,06. 0,06 đó tức là nó lớn hơn 0,05 là không có ý nghĩa thống kê. Nhưng mà đối với những người mà người ta có độ lọc hậu thận mà trên 18 đó, thì chúng ta thấy đó là cái hình mà hình thoi này nó tách ra khỏi cái con số, nó tách ra khỏi con số 0 đó, và B lúc này đó nó trở nên là có ý nghĩa thống kê rất là mạnh, tức là B nó nhỏ hơn 0,0001. Như vậy đó thì nếu mà chúng ta có can thiệp trên những cái đối tượng này đó thì nên can thiệp ở trong cái giai đoạn sớm. Như vậy đó thì từ các cái kết quả này, các cái tác giả đã đưa ra kết luận rằng thứ nhất đó là cái chế độ ăn keto có cái chế độ ăn mà có kèm theo keto analog đó nó sẽ giúp cho chúng ta bảo tồn được chức năng thận ở những cái bệnh nhân mà bệnh thận mạng. Và nếu mà chúng ta có ý định mà muốn sử dụng keto analog thì chúng ta nên sử dụng ở trong cái giai đoạn sớm để có thể mang lại lợi ích cho người bệnh thận mạng. Và cái thứ ba đó là cái người mà có cái sử dụng cái chế độ ăn VLVD đó thì dường như là nó không có tốt hơn so với LVD nếu mà chúng ta có thêm cái keto analog. Chúng ta nhớ lại ở phân tích Cochrane đó thì là cái chế độ ăn VLVD đó dường như là nó tốt hơn LVD trong cái việc mà làm chậm tiến triển đó suy thận mạng giai đoạn cuối. Nhưng mà ở đây nếu chúng ta thêm keto analog thì dường như là hai cái này nó không có khác biệt với nhau. Chúng ta sẽ bước qua cái thứ hai, đó là chúng ta sẽ đánh giá cái chất độc ở trong cơ thể của người bệnh. Cái chất độc ở trong cơ thể của người bệnh thì đối với một cái người bệnh thận mạng nó có rất là nhiều cái chất độc. Và hai cái chất độc mà chúng ta đo được đại diện đó là creatinine huyết thanh và BUN. Như vậy thì cái chế độ ăn mà keto analog đó nó sẽ có tác động như thế nào đối với cái creatinine huyết thanh cũng như là BUN. Như vậy thì ở đây các tác giả cũng chia ra làm hai dưới nhóm, đó là những cái người mà có độ lọc hậu thận dưới 18 và những cái người mà có độ lọc trên 18. Thì đối với những cái người mà có độ lọc dưới 18 đó thì người ta thấy đó là cái sự khác biệt giữa cái nhóm mà sử dụng keto analog và cái nhóm không sử dụng là không có ý nghĩa thống kê, với B đó là bằng 0,57. Tuy nhiên đối với cái người mà có độ lọc cầu thận mà trên 18 đó thì người ta thấy đó là nó hơi có ý nghĩa thống kê, tức là B là bằng 0,04. Như vậy thì dường như là việc chúng ta sử dụng á keto analog nó sẽ làm cho cái creatinine huyết thanh đó nó không có tăng nhiều ha hơn so với cái không sử dụng keto analog mà ở nhóm là có độ lọc cầu thận là trên 18. Còn đối với BUN thì như thế nào? Thì đối với BUN đó thì chúng ta sẽ thấy là cho dù cái người này người ta có độ lọc cầu thận dưới 18 hay trên 18 gì thì cái việc sử dụng cái keto analog đó nó cũng sẽ làm giảm cái BUN. Chúng ta biết là BUN đó là một cái chất mà dựa vào đó mà người ta quyết định là có chạy thận hay không, là tại vì nó có thể nó đại diện cho cái hội chứng uric cao đó. Thì ở cái nhóm mà dưới 18 hay là trên 18 thì nó cũng có B nhỏ 0,5 với B lần lượt là 0,005 và B là bằng 0,004, tức là có ý nghĩa thống kê. Rồi, như vậy thì chúng ta rõ ràng là chúng ta thấy cái tác động của cái keto analog ở trên các đề ẩm độ lọc cầu thận cũng như là trên các cái chất độc mà biểu hiện ra bên ngoài cái cận lâm sàng mà chúng ta thường hay đo ở trên lâm sàng. Bây giờ về cái hội chứng mà tiêu hao năng lượng thì nó như thế nào? Thì đối với những cái người mà người ta có độ lọc cầu thận mà dưới 18 dưới 18 hay là trên 18 đó, thì chúng ta thấy đó là cái việc sử dụng keto analog đó, nó cũng không có ảnh hưởng tới cái tình trạng là hao mòn năng lượng vượt tiêu hao năng lượng protein với B lần lượt là 0,88 và 0,12. Như vậy đó thì chúng ta thấy đó là sau đó đó thì các tác giả tiếp tục người ta sẽ phân tích tiếp là so sánh giữa cái nhóm mà sử dụng cái VLVD với kết hợp với keto analog và LVD kết hợp với keto analog thì cái nào nó có thể nó làm dẫn tới cái tình trạng là tiêu hao năng lượng protein hơn.
thì chúng ta thấy đó là ở cả hai nhóm sử dụng cái là LVD kết hợp với keto analog và VLVD kết hợp với keto analog, thì cái sự khác biệt giữa các cái nhóm này cũng đều là không có ý nghĩa thống kê, với B lần lượt là 0.55 và 0.88. Như vậy thì các tác giả kết luận là cái keto analog, cái chế độ ăn mà có keto analog đó, nó không có ảnh hưởng đến albumin huyết thanh, và cái chế độ ăn mà protein rất thấp này nó cũng không làm giảm cái albumin huyết thanh một cách có ý nghĩa. Ở trên cái tác động ở trên cholesterol cũng có cái tác động tương tự, đó là không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các cái nhóm mà có sử dụng keto analog với cái nhóm VLVD, và có không có sử dụng keto analog. Và các tác giả cũng kết luận là cái chế độ ăn mà có keto analog nó không làm ảnh hưởng tới nồng độ cholesterol, và nồng độ chế độ ăn protein rất thấp nó cũng không làm giảm cholesterol có ý nghĩa. Và cái cuối cùng đó là trong cái phân tích gộp này, người ta muốn đánh giá trên một cái biến chứng, đó là rối loạn chuyển hóa canxi phốt pho. Thì rối loạn chuyển hóa canxi phốt pho trong cái nghiên cứu này người ta thấy như thế nào? Ở trong cái nghiên cứu này đó thì người ta thấy là đối với những cái người á mà người ta có độ lọc cầu thận dưới 18 á, thì cái việc sử dụng keto analog á nó sẽ làm cho những cái người mà có sử dụng cái keto analog á thì cái nồng độ phốt pho đó nó sẽ thấp hơn so với cái nhóm mà không có sử dụng keto analog, và cái sự khác biệt này đó là có ý nghĩa thống kê với B bằng 0.001. Nhưng mà đối với những cái người mà có độ lọc cầu thận trên 18 á thì người ta thấy là cái nồng độ của cái phốt pho ở trong cái nhóm mà keto analog á nó lại không có sự khác biệt so với cái nhóm chính, tức là không có sử dụng keto analog, với B là bằng 0.9. Như vậy đó thì chúng ta thấy là cái chế độ ăn mà có keto analog nó sẽ góp phần làm giảm cái phốt pho máu ở những bệnh nhân mà có chức năng thận kém. Cái yếu tố thứ hai đó là cái về cái canxi. Về trên canxi thì cái keto analog nó tác dụng như thế nào? Thì đối với những cái người ta cũng chia làm hai dưới nhóm, đó là nhóm mà có độ lọc cầu thận dưới 18, thì người ta thấy là cái việc mà sử dụng keto analog á, thì nó sẽ làm cho cái nồng độ của canxi ở cái nhóm mà sử dụng keto analog nó cao hơn so với là cái nhóm chính. Và sự khác biệt này đó là nó có ý nghĩa thống kê với B là bằng 0.04. Nhưng mà đối với những cái người mà có độ lọc cầu thận mà trên 18 đó, thì người ta thấy là cái nồng độ canxi ở hai nhóm này nó không có khác biệt với nhau, với B là bằng 0.62. Như vậy thì các tác giả lại cũng kết luận tiếp, đó là keto analog đó, cái chế độ ăn mà có keto analog nó sẽ làm tăng canxi máu ở những cái bệnh nhân mà có chức năng thận kém. Và cái thành viên cuối cùng của cái gia đình canxi phốt pho BTH đó là BTH. Như vậy thì cái tác động của keto analog ở trên cái BTH nó như thế nào? Thì người ta cũng chia làm hai dưới nhóm, đó là dưới 18 và trên 18. Đối với những cái người mà có độ lọc cầu thận mà dưới 18 đó, thì người ta thấy là cái việc sử dụng mà keto analog đó, nó sẽ làm cho cái nồng độ của BTH đó, nó giảm hơn so với cái nhóm chứng. Sự khác biệt này là vừa chạm vào cái mốc là có ý nghĩa thống kê với B là bằng 0.05 thôi. Mặc dù là nó không có mạnh lắm, nhưng mà nó vẫn có. Và có đối với những cái người mà có độ lọc trên 18 đó, thì người ta thấy là cái sự khác biệt giữa BTH giữa hai cái nhóm mà có sử dụng keto analog và không có sử dụng đó, thì lại không có ý nghĩa thống kê với B là bằng 0.92. Như vậy đó thì các tác giả kết luận đó là chế độ ăn mà có keto analog nó sẽ làm giảm nồng độ BTH ở những cái bệnh nhân bệnh thận mạng mà có chức năng thận kém. Như vậy đó thì để kết luận cho cái phân tích gộp này đó thì tôi rút ra 4 kết luận. Các tác giả rút ra được 4 kết luận. Thứ nhất đó là cái chế độ ăn mà có sử dụng keto analog nó sẽ có vai trò ngăn ngừa diễn tiến của bệnh thận mạng đến suy thận mạng giai đoạn cuối. Và cái lợi ích này đó nó sẽ rõ rệt nếu mà chúng ta sử dụng cái keto analog cho những cái người bệnh mà có độ lọc cầu thận trên 18 ml/phút. Cái thứ hai đó là cái chế độ ăn VLVD nó sẽ không có mang lại thêm lợi ích gì so với cái chế độ ăn và LVD. Nó khác biệt với lại cái Cochrane mà nãy chúng ta thấy ha, là nãy chúng ta thấy đó là LVD, VLVD rõ ràng là nó sẽ tốt hơn. Cái kết luận thứ ba đó là cái chế độ ăn mà có keto analog á, nó sẽ hiệu quả trong việc kiểm soát được rối loạn chuyển hóa canxi phốt pho BTH, đặc biệt á, là những cái người mà có cái độ lọc cầu thận là dưới 18. Cho nên rõ ràng chúng ta thấy đó là dưới 18 hay là trên 18 gì thì chúng ta cũng nên sử dụng keto analog trong cái chế độ ăn, là bởi vì ở những cái giai đoạn khác nhau nó sẽ có những cái mục tiêu khác nhau. Và cái cuối cùng đó là
cái chế độ ăn mà có keto analog đó, nó không có ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng của người bệnh, cũng như là nó sẽ không có ảnh hưởng tới cái tình trạng hao mòn tiêu hao năng lượng protein. Như vậy đó thì trong cái guideline á, chúng ta thấy theo Kaidoki năm 2020 đó, thì chúng ta thấy đó là cái keto analog nó không có vai trò trong những cái người mà bệnh thận do đái tháo đường. Tại sao người ta lại không, người ta không có đưa được vào trong cái khuyến cáo đó, là bởi vì nó bị thiếu nghiên cứu. Hiện tại đó, cho tới thời điểm hiện tại, nó có rất là ít cái nghiên cứu về cái chế độ ăn mà LVD kết hợp với keto analog trên những cái người đái tháo đường. Thì năm 2018 tác giả Ganeta, bà này là một trong những người nghiên cứu về cái chế độ ăn keto analog mà nhiều nhất ở trên thế giới. Thì cái tác giả này đó đã nghiên cứu về cái chế độ ăn LBD mà có kết hợp keto analog ở trên những cái người mà bệnh thận mà do đái tháo đường. Thì cái thiết kế nghiên cứu đây là thiết kế nghiên cứu mà đơn trung tâm tiến cứu mà có can thiệp. Cái mục tiêu của nghiên cứu đó là nhằm đánh giá cái hiệu quả của chế độ ăn LBD kết hợp với keto analog ở trên những cái người bệnh thận do đái tháo đường tiến triển mà có cái tiểu đạm ngưỡng thận hư. Tiêu chí nhọn vào của cái tác giả này đó là những cái người mà đái tháo đường có bệnh thận mạng giai đoạn 4 với độ lọc cầu thận dưới 30 ml phút, có chức năng thận ổn định trong vòng 12 tuần trước khi mà tham gia vào nghiên cứu, và có tỷ lệ protein niệu trên creatinine niệu đó là lớn hơn 3 gram trên gram. Những cái người này được kiểm soát huyết áp tốt, có tình trạng dinh dưỡng tốt với SGAA và cái nồng độ albumin huyết thanh đó là lớn hơn 3,5 gram trên decilit. Những cái người này đó thì tuân thủ điều trị theo cái chế độ ăn tốt và không có những cái biểu hiện của hội chứng ure huyết cao. Sau khi mà 3 tháng đó, thì ở thời điểm mà trước khi mà tiến hành nghiên cứu đó, thì có tổng cộng là 452 bệnh nhân được đưa vào trong cái nghiên cứu này. Thì sau 3 tháng đó thì người ta loại bớt đi thì chỉ còn lại 97 người. 97 bệnh nhân này đó thì được ăn sử dụng cái chế độ ăn đó là LBD, tức là 0,6 gram bạc ký một ngày. Sau đó đó có 5 người bị loại ra thêm ở trong cái phần còn lại, chỉ còn có 92 người thôi. Và 92 người này sẽ được đưa vào ở trong cái nghiên cứu 12 tháng với cái can thiệp đó là thêm cái keto analog vào cái chế độ ăn là LBD với cái liều lượng đó là 10 kg một viên keto analog. Thì các tác giả đánh giá cái hiệu quả của cái chế độ ăn keto analog trên một số cái đặc điểm sau. Thứ nhất là về cái protein niệu. Thì các tác giả ở đây, tác giả ghi nhận là ở cái thời điểm đầu nghiên cứu đó thì cái protein niệu, cái tỷ lệ protein G-creatinine nó là 5,2. Nhưng mà ở cuối thời điểm nghiên cứu đó thì cái nồng độ cái tiểu protein trung bình của những cái người này đó nó chỉ còn xuống có 1,6 thôi. Và trong suốt cái quá trình nghiên cứu đó là cái tốc độ, cái mức độ tiểu protein của những cái đối tượng này đó nó giảm được tới 3,5 gram trên gram. Như vậy là rõ ràng đó là cái sự giảm cái protein niệu này là có ý nghĩa. Về cái chức năng thận đó thì các tác giả thấy là đối với những cái người như chúng ta đã biết ha, trong thực hành lâm sàng, đối với những cái người mà người ta có bệnh thận do đái tháo đường mà có giai đoạn mà đến cái giai đoạn đó là tiểu protein ngưỡng thận hư, những cái giai đoạn mà cái độ lọc cầu thận mà khoảng giai đoạn 4, giai đoạn 5 thì tốc độ giảm cái độ lọc cầu thận nó sẽ rất là mạnh. Thường là nó sẽ đạt được khoảng là giảm là khoảng là 4 đến 5 ml phút một năm. Nhưng mà trong nghiên cứu này đó thì người ta thấy là cái tốc độ giảm cái độ lọc cầu thận ở thời điểm bắt đầu mà tiến hành can thiệp cho đến thời điểm mà cuối can thiệp đó thì người ta thấy là nó chỉ giảm có 1,3 ml phút thôi. Và trong vòng 12 tháng, có nghĩa là một năm đó, và sự giảm này đó so với cái ước tính mà chúng ta ước tính được ở trên một cái dân số mà không có can thiệp đó, thì cái sự giảm này là có ý nghĩa thống kê. Như vậy đó thì các tác giả kết luận là cái độ giảm độ lọc cầu thận ở những cái người mà có can thiệp nó giảm gần gấp 5 lần trong cái quá trình mà chúng ta can thiệp cái chế độ ăn đó là LBD kết hợp với keto analog. Và những cái đối tượng này đó gần như là người ta không có cần phải điều trị thay thế thận ở trong cái suốt quá trình mà người ta tham gia nghiên cứu. Về cái huyết áp đó thì người ta thấy là ở cuối thời điểm nghiên cứu, những cái đối tượng, 92 cái đối tượng này có cái huyết áp trung bình đó là giảm 11 mm thủy ngân so với cái ở thời điểm đầu của nghiên cứu. Và sự khác biệt này đó là có ý nghĩa thống kê với B là nhỏ 0,0001. Và về cái tình trạng dinh dưỡng cũng như tình trạng chuyển hóa hay là cái tình trạng viêm mãn tính thì nó như thế nào? Người ta thấy là ở cuối thời điểm nghiên cứu, cái nồng độ albumin huyết thanh của những cái người tham gia nghiên cứu này nó cao hơn so với cái ở thời điểm đầu nghiên cứu.
Và cái sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê, với dấu sao ở đây đó có nghĩa nó là B nhỏ 0.05. Đối với cái tình trạng là tình trạng viêm mạng tính đó, là CRP đó, thì người ta thấy đó là cái CRP ở cuối thời điểm nghiên cứu nó có giảm hơn so với cái ở thời điểm đầu của nghiên cứu. Và cái sự khác biệt này cũng có ý nghĩa thống kê. Và BMI của những cái người mà tham gia nghiên cứu đó thì nó cũng giảm từ 27.1 xuống còn 26, và sự khác biệt cũng có ý nghĩa thống kê. Nó chỉ có đó là cái tỷ lệ mà số lượng bệnh nhân mà đạt được HB1C dưới 7.5% đó thì nó cũng tăng, nhưng mà cái sự tăng này không có ý nghĩa thống kê. Về cái mức độ tuân trì đó thì người ta thấy là những cái người mà người ta tham gia vào nghiên cứu này thì người ta tăng cái sự tuân trì lên từ 38% lên 64%, và sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê với B nhỏ 0.001. Như vậy thì để tổng hợp cái nghiên cứu này thì tác giả đưa ra một cái sơ đồ như thế này. Như vậy đó thì trên những cái người mà đái tháo đường, bệnh thận mà do đái tháo đường mà có tiểu đạm ngưỡng thận hư, thì người ta thấy là cái việc mà can thiệp chế độ ăn LBD kết hợp với lại ketoanalog đó, nó sẽ giúp làm giảm cái huyết áp trung bình là khoảng 11 mm thủy ngân. Nó giúp cải thiện được HB1C mặc dù là không có ý nghĩa thống kê. Nó làm giảm được cái protein niệu tới 3.5 gram trên gram. Và nó sẽ làm giảm được cái tốc độ giảm của độc lậu cầu thận. Cái ước đoán của người ta là khoảng 4-5 ml phút một năm. Nhưng mà trên thực tế đó thì cái con đường màu xám này nè, nó chỉ là 1.3 ml phút thôi trong vòng 12 tháng. Và những cái đối tượng này đó thì không cần phải sử dụng cái điều trị thay thế thận trong suốt quá trình nghiên cứu. Để kết luận cho bài này đó thì tôi xin đưa ra 4 kết luận. Đó là thứ nhất, đó là cái chế độ ăn giảm protein mà kết hợp với ketoanalog nó sẽ giúp làm giảm tiến triển của bệnh thận mạng. Khuyến cáo điều trị cho tới thời điểm hiện tại thì người ta chỉ đưa ra những cái khuyến cáo ở trên những cái người bệnh thận mạng mà chưa có lọc máu và không có đái tháo đường. Nhưng mà các cái nghiên cứu đó thì một số cái nghiên cứu thì người ta lại thấy là cái dường như là nó có cái vai trò cái chế độ ăn mà có ketoanalog, cái dường như nó có vai trò ở trong những cái người mà bệnh thận mà do đái tháo đường. Do đó đó thì cần thêm những cái nghiên cứu khác để có thể đưa được vào trong cái khuyến cáo trong tương lai. Dạ, phần trình bày của tôi đến đây là hết rồi. Xin chân thành cảm ơn quý đồng nghiệp. Cảm ơn bác sĩ Lê Nguyễn Xuân Điền với bài báo cáo có nhiều thông tin và các cái nghiên cứu giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cái lợi ích của chế độ ăn giảm đạm kết hợp với keto analog. Tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy với bài báo cáo các chiến lược tư vấn dinh dưỡng và cải thiện tuân thủ với chế độ ăn giảm đạm trên thực hành lâm sàng. Trân trọng kính mời. Kính thưa cô bác sĩ chuyên khoa 2 Châu Thị Kim Liên, kính thưa thạc sĩ Thảo và thạc sĩ Điền cùng quý đồng nghiệp đang tham gia chương trình CME trực tuyến. Thì lời đầu tiên xin cho phép em được gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô, đến Bệnh viện Đại học Y Dược cũng như là công ty Ferrus Gabi đã cho em có cái cơ hội có cái bài báo cáo ngày hôm nay. Thì qua hai bài báo cáo của hai báo cáo viên thì chúng ta đều thấy được rằng cái tầm quan trọng mà cũng như là cái giá trị của chế độ ăn giảm đạm trên điều trị bảo tồn ở bệnh nhân có bệnh thận mạng. Thì với bài báo cáo này em xin trình bày về các cái chiến lược tư vấn dinh dưỡng và làm sao để cho bệnh nhân có thể cải thiện tuân thủ với cái chế độ ăn giảm đạm trên thực hành lâm sàng. Thì cái tuân thủ chế độ ăn giảm đạm thì dễ hay là khó? Đây là một cái thống kê của tổ chức WAI về cái mức tiêu thụ protein của cái người châu Á. Thì chúng ta thấy rằng là của tiêu thụ chế độ protein của nhiều cái bệnh nhân ở trên nhiều cái quốc gia trên thế giới, thì chúng ta thấy là với cái mức protein trung bình người ta thấy rằng là 50 gram một ngày, thì cả ở châu Á bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc, đến các cái quốc gia ở châu Mỹ, rồi châu Âu, và đặc biệt là ở châu Mỹ và Canada, thì người ta thấy rằng là cái mức độ tiêu thụ protein ăn vào thì nó đều cao, và ở châu Mỹ và Canada thì cái lượng protein ăn vào của một người trung bình một ngày đến 90 gram protein một ngày. Như vậy thì người ta kết luận là bình thường
thì chúng ta đã tiêu thụ cái lượng protein nhiều hơn cái mức cho phép, và đặc biệt là ở những cái quốc gia, ở những cái vùng mà đang phát triển. Thì với cái khuyến cáo và cái chế độ ăn giảm đạm là từ 0,6 gram một ký một ngày và rất giảm đạm là 0,28 đến 0,43 áp dụng với người bệnh thận mạng từ giai đoạn 3 đến giai đoạn 5, thì thực sự cái điều này có phải là một cái thách thức trên lâm sàng hay không? Thì đây là một cái nghiên cứu cho thấy rằng là nghiên cứu gồm có 207 bệnh nhân, và tác giả đánh giá cái chế độ ăn giảm đạm so với lại bệnh nhân có chế độ ăn rất giảm đạm cộng với lại cái keto analog với cái kết cục là giảm độ lọc cầu thận trên 50%. Và hoặc là có thể là bệnh nhân tiến tiến đến điều trị thay thế thận, thì đưa đến một cái kết quả rằng là với bệnh nhân có cái chế độ ăn rất giảm đạm cộng với lại keto analog thì cái chế độ ăn thì bệnh nhân sẽ diễn tiến đến suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo, hoặc là giảm 50% cái độ lọc cầu thận thì chỉ khoảng 13% so với lại 42% ở nhóm còn lại. Và cái P là có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên thì một cái điều đáng nói ở đây là với cái số lượng là 207 bệnh nhân tham gia được nghiên cứu thì người ta sàng lọc từ là 1.413 bệnh nhân, tức là gần 1.500 bệnh nhân là khi ban đầu thì đồng ý tham gia vào cái nghiên cứu này, và trải qua cái quá trình là được mô tả về cái chế độ ăn giảm đạm thì có tới 42% bệnh nhân là không có đồng ý, tức là bỏ ngay, không tham gia vào nghiên cứu ngay từ cái lúc mà bắt đầu. Và sau khi mà cái giai đoạn running sau 3 tháng thì có 44% bệnh nhân là cũng là được loại ra khỏi nghiên cứu do là cái chế độ tuân thủ với chế độ ăn giảm đạm mà rất kém. Và cuối cùng thì chỉ còn là 207 bệnh nhân là tham gia vào cái nghiên cứu này và được chia làm hai nhóm như trên. Thì như vậy là người ta thấy là chỉ có khoảng là 14% số bệnh nhân là có thể tuân thủ được cái chế độ ăn giảm đạm trên 1.413 bệnh nhân. Thì điều đó chứng tỏ rằng là cái chế độ ăn giảm đạm là thật sự rất là khó thực hiện ở trên lâm sàng, chứ không phải là một cái điều dễ dàng. Còn đối với bệnh nhân châu Á thì sao? Thì đây là một cái nghiên cứu mà dưới nhóm lấy dữ kiện từ cái dữ kiện nghiên cứu bệnh chức năng thận của Singapore và nghiên cứu về dữ liệu bệnh thận ở châu Á, thì cũng cho thấy rằng là cái lượng protein ăn vào của những cái bệnh nhân mà người châu Á là trung bình là ở người có bệnh thận mạng là khoảng 53 gram protein một ngày, là tính ra là khoảng 0,77 gram protein một ký một ngày. Thì trong cái nghiên cứu này người ta thấy rằng cũng chỉ có khoảng 12,5% bệnh thận mạn mà có độ lọc cầu thận dưới 25% thì tuân thủ được cái chế độ ăn giảm đạm dưới 0,6 gram một ký một ngày, và có tới 76% bệnh nhân là ăn vào với cái lượng protein là 75 gram một ký một ngày. Như vậy thì thật sự là với hai cái nghiên cứu trên thì chúng ta thấy rằng cái chế độ ăn giảm đạm thật sự nó là một cái thách thức trên lâm sàng. Và cái thách thức này nó đi đến từ đâu? Có thể là do về cái tình trạng y khoa phức tạp, rồi cái sự chán nản của bệnh nhân là suy thận giai đoạn cuối rồi, cho nên là thôi cảm giác như là muốn buông xuôi, rồi không nhận thức được cái tầm quan trọng của cái chế độ ăn giảm đạm, do sự giao tiếp giữa bác sĩ và bệnh nhân chưa được tốt. Và nếu như mà cái chế độ ăn giảm đạm này mà kết hợp với keto analog ấy, thì nó thêm một cái thách thức nữa là về chi phí đối với những bệnh nhân. Thì làm sao để chúng ta có thể cải thiện được cái tuân thủ của bệnh nhân trên thực hành lâm sàng? Điều đầu tiên và quan trọng nhất là như trong cái khuyến cáo của Cardigo 2020 mà thạc sĩ Thảo đã trình bày, thì cái điều quan trọng để cải thiện tuân thủ là cần phải giáo dục về kiến thức, thái độ cho bệnh nhân. Kiến thức và thái độ đó là làm sao để bệnh nhân hiểu được tầm quan trọng của chế độ ăn giảm đạm và cung cấp những kiến thức về chế độ ăn giảm đạm cũng như những cái thực phẩm chứa đạm cho bệnh nhân.
Và quan trọng nữa là kêu gọi được sự hỗ trợ của những người thân trong gia đình. Điều thứ hai là cần phải có cái sự giao tiếp tốt giữa bác sĩ và bệnh nhân để có thể giúp cho bệnh nhân hiểu, cộng với là cái sự đánh giá định kỳ và khích lệ bệnh nhân. Cái thứ ba là bệnh nhân để tuân thủ thì bệnh nhân cần phải tự tính được cái lượng protein ăn vào. Tại vì việc tuân thủ chế độ ăn với bản thân bệnh nhân là rất là quan trọng. Và sau khi tính được thì bệnh nhân sẽ cần phải được phản hồi định kỳ với chuyên gia dinh dưỡng. Để cải thiện sự tuân thủ thì chúng ta cần một cái hướng dẫn đơn giản sẽ là dễ tuân thủ hơn là những cái hướng dẫn phức tạp. Và đồng thời thì các nghiên cứu cũng cho thấy rằng không có một cái nghiên cứu hay là chiến lược không có một cái chiến lược giáo dục hoặc là tư vấn dinh dưỡng đơn lẻ nào là hiệu quả với hầu hết mà tất cả các bệnh nhân. Và cái thông điệp quan trọng nhất là cần phải cá nhân hóa cho từng bệnh nhân thì sẽ giúp là tăng cao cái việc tuân thủ. Thì để mà giáo dục được bệnh nhân và chuyển giao những cái kiến thức cho bệnh nhân thì chúng ta sẽ tiếp cận bằng ba cái câu hỏi. Là thứ nhất là chế độ ăn giảm đạm, tại sao chúng ta phải áp dụng cái chế độ ăn giảm đạm, cái thứ hai là chế độ ăn giảm đạm là gì, và thứ ba là làm sao để chúng ta có thể áp dụng được cái chế độ ăn giảm đạm. Thì cái câu hỏi và trả lời cho cái câu hỏi là tại sao chúng ta phải áp dụng cái chế độ ăn giảm đạm, nếu như mà bệnh nhân hiểu điều này thì sẽ giúp họ đưa ra cái quyết định là sẽ tuân thủ và sẽ áp dụng cái chế độ ăn giảm đạm. Thì cái câu hỏi đầu tiên là rất là quan trọng. Một cái nghiên cứu ở châu Phi, tức là ở nơi mà bệnh nhân có cái kiến thức về y tế không có cao, và có một số bệnh nhân thì có thể là không có thông hiểu nhiều bằng tiếng Anh. Nếu như chúng ta giải thích bằng những cái hình ảnh phức tạp, tức là về sinh lý bệnh của bệnh thận, rồi cái khi mà bệnh thận nặng diễn ra thì cái thận sẽ tổn thương như thế nào, rồi hội chứng Urohit là gì, và tại sao chúng ta phải giảm cái lượng protein, thì hầu hết là làm cho bệnh nhân khá là khó hiểu. Nếu như mà chúng ta sử dụng những cái hình ảnh mà gần gũi với bệnh nhân hơn, ví dụ như là ở bệnh nhân nam á, thì thường người ta sẽ lấy cái hình ảnh là cái bộ lọc ở trong cái xe hơi, hoặc là đối với bệnh nhân nữ mà ở châu Phi thì người ta lấy là cái hình ảnh của một cái rây lọc để nấu ăn. Thì cái sự tổn thương thận được ví như là cái bộ lọc của xe hơi mà bị hư, thì nó sẽ làm cho bị ứ đọng những cái chất không cần thiết và làm cho cái xe không hoạt động. Tương tự như vậy, nếu như mà cái rây lọc mà không tốt thì nó sẽ loại bỏ ra ngoài luôn những cái thứ mà cần thiết cho cơ thể. Thì khi mà giải thích như vậy thì hầu hết các bệnh nhân là sẽ hiểu được rằng là cái thận bị tổn thương là như thế nào. Đối với hội chứng Urohit cao thì người ta khuyên rằng mình sẽ nên sử dụng những cái hình ảnh minh họa về các cái triệu chứng của Urohit cao, và sẽ nói cho bệnh nhân biết rằng những cái triệu chứng gây ra như thế này là do cái một trong những cái chất mà tăng lên trong cơ thể đó là Urohit, và chính vì như vậy cho nên là phải giảm cái lượng protein để giảm cái ure thải ra ở trong cơ thể và gây nên cái hội chứng Urohit cao. Thì cái việc giải thích cho bệnh nhân thì để hiểu là tại sao mà cần tuân thủ cái chế độ ăn giảm đạm thì cần phải gần gũi, trực quan thì sẽ giúp bệnh nhân đưa đến cái quyết định tốt hơn. Thứ hai là như vậy thì cái chế độ ăn giảm đạm là gì? Thì để xác định được điều này thì chúng ta cần phải xác định được cái kiến thức của bệnh nhân và có thể là giúp cho bệnh nhân xác định được rằng những cái loại thức ăn mà cần phải tiết chế đó là bao gồm protein hay là muối. Thì mình có thể hỏi là đã bao giờ nghe về protein hay chưa, và bạn có biết rằng những cái thực phẩm nào là những cái thực phẩm mà có chứa nhiều protein hay không, và cung cấp cho bệnh nhân những cái kiến thức này. Và làm sao để giúp cho bệnh nhân thực hiện được cái chế độ ăn giảm đạm thì nên sử dụng những cái hình ảnh và những cái ẩn dụ để giúp cho bệnh nhân có thể xác định được cái nguồn năng lượng ăn vào, cũng như là ước lượng được cái kích thước. Thì đây là một số những cái hình ảnh mà có thể giúp cho bệnh nhân
xác định được đâu là những cái thực phẩm mà giàu protein và cái lượng ăn vào đó là bao nhiêu. Thì ví dụ đây là một 100 gram ức gà thì người ta tính là nó khoảng 32 gram đạm. Tương tự như vậy, đây là sườn heo thì cứ một 100 gram thì có khoảng 31 gram đạm. Tương tự như vậy với cá ngừ, 100 gram thì có khoảng 29 gram đạm, và 100 gram thịt bò thì có khoảng 28 gram. Thì thông thường là ở trên lâm sàng thì mình sẽ tính được, ví dụ như là một bệnh nhân là 50 kg thì cái lượng đạm bệnh nhân ăn vào cho phép là khoảng 0,6 gram bạc ký, tức là khoảng 30 gram. Thì mình sẽ ước lượng cho bệnh nhân là như vậy, là một ngày có thể là ăn được, là nếu mà ăn ức gà thì khoảng là 100 gram ức gà thôi, hoặc là 100 gram thịt bò. Thì cái điều đó sẽ giúp cho bệnh nhân ước lượng tốt hơn thay vì đưa ra những cái con số quá phức tạp. Đối với các cái protein từ thực vật thì chúng ta sẽ thấy rằng là các cái loại protein, các thực vật cũng có những cái loại chứa rất nhiều protein. Ví dụ như ở đây là hạt bí, thì người ta thấy là 100 gram hạt bí thì có tới 32 gram đạm. Như vậy là ăn 100 gram hạt bí thì giống như là mình ăn 100 gram thịt bò. Và những cái thực phẩm mà có chứa ít protein như là khoai tây, rồi cái này là gạo lứt, và các cái loại rau, cái này là rau cải bó xôi, thì là những cái thực phẩm mà chứa ít cái protein mà bệnh nhân có thể ăn được. Ngoài ra thì để đơn giản cho bệnh nhân thì mình sẽ mô tả cái tính cái khẩu phần protein bằng một số những cái mẹo. Ví dụ ở đây là em sử dụng là người ta sẽ lấy hình dung như là một cái bao diêm. Nếu mà một cái phần đạm, ví dụ như một bao diêm mà cánh gà thì nó tương đương với khoảng 30 gram, và 30 gram này là nó chứa khoảng 7 gram protein. Thì với cái ước lượng như vậy thì đối với những bệnh nhân mà người ta không có cân đong kỹ càng thì người ta vẫn có thể có khả năng là ước lượng được. Ví dụ một quả trứng là 30, ba quả trứng mà bằng khoảng cái bao diêm của trứng gà thì chứa khoảng 7 gram protein. Thì với những cái cung cấp như vậy thì bệnh nhân có thể là tự ước lượng được cái lượng protein ăn vào. Ngoài ra thì cũng có những cái công cụ để tra cứu về hàm lượng protein trong các loại thực phẩm trên hai cái trang web được đề cập ở trên đây, và cũng có khá nhiều những cái trang web khác. Và một trong những cái mà trang web mà cung cấp được cái công cụ thiết kế bữa ăn, thì nếu như mà quý thầy cô và anh chị click vào cái đường link này thì mình sẽ có một cái trang web, ở trong đấy người ta cho mình xét được cái lượng protein ăn vào là bao nhiêu, với cái mức năng lượng ăn vào là bao nhiêu trong ngày, và sẽ có ba bữa ăn chính là sáng, trưa, chiều và một cái bữa ăn phụ. Thì khi mà mình nhập những cái dữ liệu là cái mức protein mình muốn ăn vào là bao nhiêu, mức năng lượng mình muốn là bao nhiêu, và cái bữa ăn sáng, ví dụ sáng mình muốn ăn trái cây, buổi trưa mình ăn thịt gà, buổi tối mình ăn thịt bò, ví dụ như vậy, thì sẽ ra được một cái tổng cái lượng protein ăn vào trong ngày là bao nhiêu, và lượng phốt pho rồi canxi, phốt phát nó là bao nhiêu. Thì đây cũng là một trong những cái công cụ rất là hữu dụng cho những bệnh nhân mà đang thực hiện cái chế độ ăn giảm đạm. Như đã nói ở trên, thì khi mà mình cung cấp những cái tips đơn giản, tức là cái mẹo đơn giản cho bệnh nhân, thì sẽ giúp cho bệnh nhân cái sự tuân thủ tốt hơn. Thì đây là một cái nghiên cứu được thực hiện ở Ý, với cái số lượng bệnh nhân thì không có quá lớn, là khoảng 60 bệnh nhân, 59 bệnh nhân. Thì một nhóm thì cả 60 bệnh nhân này thì đều được cung cấp những cái kiến thức về chế độ ăn giảm đạm, nhưng mà một nhóm 29 bệnh nhân thì được cung cấp 6 cái tips mà protein diet, bao gồm là thứ nhất là không để muối trên bàn hoặc là nêm khi nấu, rồi cần tránh các cái thực phẩm như là xúc xích, lạp xưởng, phô mát, rồi thay mì hoặc bánh mì bằng các loại thực phẩm giảm protein đặc biệt, và các món thịt cá trứng được dùng một lần một ngày thôi, ăn 4-5 phần trái cây một ngày, và mình có thể mỗi 1-2 tuần thì thay cái món chính bằng mì với các loại đậu thay vì các món thịt cá. Thì với cái nghiên cứu này ở Ý thì sau 6 tháng có thì ở cái nhóm mà được cung cấp những cái mẹo đơn giản như thế này ấy, thì có 70% bệnh nhân tuân thủ được cái chế độ ăn giảm đạm, so với là chỉ có 44% tuân thủ được chế độ ăn giảm đạm ở cái nhóm còn lại. Thì
Mặc dù là cái nghiên cứu này thì chưa có cỡ mẫu nhỏ và chưa có ý nghĩa thống kê, tuy nhiên á, thì cái Hiệp hội Thận học Hoa Kỳ thì cũng đưa ra một số những cái hướng dẫn và mẹo khi mà xây dựng bữa ăn. Đó là chúng ta sẽ nên là sử dụng những cái thịt cắt lát mỏng thì để bệnh nhân ăn thấy nhiều hơn, và hãy tạo cho bệnh nhân cái suy nghĩ rằng là hãy nghĩ rau và các loại hạt là thức ăn chính và thịt là thức ăn phụ thôi. Cho nên là khi mà nấu thì mình sẽ nấu nhiều rau và thêm thịt và trứng nhỏ, rồi thêm mì ống, bánh mì có hàm lượng protein thấp vào bữa ăn để giữ lượng protein giới hạn, và dùng các loại phô mát có hương vị mạnh. Thì khi đó thì mình sẽ cần một cái lượng phô mát ít hơn để mình có cái hương vị của cái bữa ăn nó bằng nhau, và mình cần phải modify các cái bữa ăn để có thể giảm được cái lượng protein. Đó là một số những cái hướng dẫn và mẹo khi mà xây dựng bữa ăn để có thể dễ dàng hơn trong cái việc tuân thủ chế độ ăn giảm đạm. Thì trong việc thiết lập chế độ ăn cho bệnh nhân bệnh thận mạng điều trị bảo tồn, ngoài cái chế độ protein giảm protein thì chúng ta cần quan tâm đến cái việc là tiết chế phosphat natri, làm sao để đảm bảo được cái lượng năng lượng 35 kilocalo trên ngày nếu như bệnh nhân dưới 65 tuổi, và 30 kilocalo một ngày nếu bệnh nhân trên 65 tuổi. Và những cái năng lượng này chủ yếu sẽ được cung cấp từ carbon hydrate và lipid. Như vậy thì cái việc tiết chế phosphat natri là một cái điều mà không thể quên khi mà thiết lập cái chế độ ăn cho bệnh nhân có bệnh thận mạng trong điều trị bảo tồn. Thì để tiết chế phốt pho thì một số những cái mẹo cho bệnh nhân, đó là thứ nhất là những cái thực phẩm mà không có protein đó thì ít phốt pho hơn. Bơ, sữa và các loại hạt là các cái loại mà nhiều phốt pho. Những cái thức ăn nào được đun sôi nấu chín thì sẽ giảm đáng kể cái lượng phốt pho so với những cái thức ăn mà không được đun sôi và nấu chín. Và để giúp bệnh nhân tuân thủ tốt hơn thì mình có thể in các cái tờ rơi và khuyến cáo về các loại thực phẩm chứa phốt pho. Và thông thường nhất là mình sẽ sử dụng cái tháp thực phẩm chứa phốt pho. Thì đây là một cái tháp thực phẩm chứa phốt pho. Những cái loại thực phẩm mà có nhiều phốt pho thì mình sẽ để ở trên cùng ở đây, là bao gồm là các cái loại nước ngọt có ga, những cái thực phẩm mà chế biến từ sữa, và các cái loại thức ăn mà đông lạnh, thịt mà chế biến mà được trữ đông. Rồi những cái loại thực phẩm mà ít phốt pho bao gồm những cái loại mà thực phẩm mà không chứa protein, các loại rau củ, đường, lòng trắng trứng. Là những cái loại thực phẩm mà chứa ít phốt pho. Và lưu ý rằng là nếu như mà được những thức ăn mà được nấu lên á, thì sẽ cái hàm lượng phốt pho nó sẽ ít hơn so với những cái loại thực phẩm mà không được nấu chín. Và một trong những tiết chế quan trọng đó là về cái hàm lượng natri. Thì đối với bệnh nhân có bệnh thận mạng thì được khuyên rằng cái hàm lượng natri ăn vào là khoảng 2,3 gram natri. Và cần phải trước khi mà tiết chế natri thì chúng ta cần phải loại trừ bệnh thận mạng ra bệnh ống thận mô kẽ, và đồng thời là với những cái quốc gia mà có cái thời tiết nóng và cái việc kết hợp cái ức chế men chuyển và lợi tiểu thì cái việc mà tiết chế natri thì được khuyên rằng không có nên quá mức. Thì một số những cái tip cho bệnh nhân có thể dễ dàng thực hiện được cái chế độ ăn tiết chế muối. Đó là đầu tiên là hãy tạo cho bệnh nhân cái thói quen là mình phải đọc các cái hàm lượng thực phẩm trên các cái thức ăn. Sử dụng những cái thức ăn mà tươi thay vì là những cái loại thức ăn mà chế biến. Mà không nên mua những cái loại muối mà có hàm lượng sodium thấp. Tại vì lý do rằng là trong các cái loại muối mà có low sodium á, thì thông thường á, lại là muối thay thế, tức là trong này sẽ có kali rất là nhiều. Đó là muối kali, thành thử ra là không có sử dụng cái loại muối này cho bệnh nhân có bệnh thận mạng. Nên sử dụng những cái loại bánh mì mà không có muối. Và khi mà nấu nướng thì người ta khuyên rằng mình đừng có nêm trong lúc nấu, mà khi mà nấu ăn xong thì mình sẽ có thể bỏ là hai cái nhúm muối sau khi nấu cái bữa ăn xong, thì sẽ tốt hơn rằng là mình sẽ nêm trong cái lúc nấu thì mình sẽ không có kiểm soát được cái lượng muối mình đưa vào. Và ở trong bếp thì mình sẽ nên để những cái loại gia vị và những cái loại thảo mộc để có thể tạo cái hương vị thay cho muối.
Mà kali cũng là một trong những cái ion mà cần phải được tiết chế ở bệnh nhân có bệnh thận mạn. Thì một số những cái mẹo là cần phải tránh những cái trái cây giàu kali như là chuối, kiwi, nho, mơ, các loại nước ép. Đặc biệt, một cái lưu ý đặc biệt đó là những cái loại nước ép mà sau khi mà được cô đặc rồi tức là các cái loại mà đóng chai đó, là sau đó mình về mình pha loãng và mình uống thì nó sẽ chứa rất là nhiều kali. Các loại hạt và các loại trái cây sấy, rồi khi mà ăn trái cây đó thì với những trái cây mà hàm lượng kali không có tương đối cao, ví dụ như là táo, lê, dâu, mận thì có thể được ăn 300 gram một ngày. Còn cam, quýt đó thì chỉ được ăn 150 gram thôi. Và những cái loại trái cây mà nhiều kali như cherry, dứa, đào thì mình có thể ăn được là khoảng 75 gram. Những cái loại trái cây họ đậu và rau luộc thì rau thì có rất là nhiều kali trong cái nước luộc, do đó là mình sẽ ưu tiên luộc rồi sau đó mình bỏ cái lượng nước luộc đi. Thì đây là người ta gọi là một cái đĩa thức ăn. Đĩa thức ăn là các loại thực phẩm cần tránh, là những cái loại thực phẩm mà có nhiều phosphat, nhiều natri, nhiều kali. Đồng thời ở đây cũng lưu ý về cái lượng dịch nhập vào thì sẽ bằng là cái lượng nước tiểu cộng với lại 500 ml, tức là nước mất không nhận biết. Và chúng ta sẽ lưu ý rằng là trong những cái loại thực phẩm mà có chứa nhiều nước thì cũng cần phải lưu ý trong cái việc là lượng nước đưa vào. Như vậy, với một bệnh nhân mà cần thực hiện cái chế độ ăn giảm đạm thì các cái bước tiến hành như thế nào? Đầu tiên là chúng ta sẽ giải thích và sẽ giúp cho bệnh nhân hiểu rõ được tại sao cần tuân thủ cái chế độ ăn giảm đạm. Sau đó thì chúng ta sẽ đánh giá chế độ ăn hiện có của bệnh nhân. Bằng cách thông thường thì mình sẽ sử dụng cái nhật ký chế độ ăn cho bệnh nhân nhớ lại trong 3 ngày hoặc là sử dụng các cái bảng câu hỏi. Và tùy theo cái tình trạng chức năng thận của bệnh nhân, điều kiện kinh tế xã hội và mình sẽ thiết lập được cái chế độ ăn phù hợp với từng đối tượng, tức là lượng protein là bao nhiêu, lượng phosphat, natri và kali là bao nhiêu. Thì sau khi mà thiết kế xong thì mình sẽ tiến hành lựa chọn thức ăn, đồng thời cung cấp cho bệnh nhân những cái tip đơn giản để có thể tiết chế. Tiếp theo không thể thiếu được là cái việc là đánh giá định kỳ với chuyên gia dinh dưỡng. Thì người ta khuyên rằng là cái việc đánh giá với chuyên gia dinh dưỡng phải thực hiện cái lần đầu tiên là sau 2-3 tuần khi mà thực hiện cái chế độ ăn giảm đạm. Lần thứ hai là sau đó 1 tháng và tiếp theo nữa là 3 tháng. Và tiếp theo nữa là tùy theo đánh giá của chuyên gia. Và cái việc mà gặp được chuyên gia dinh dưỡng định kỳ thì sẽ giúp tăng cái khả năng tuân thủ cũng như là sẽ thiết kế được nhiều cái bữa ăn đa dạng. Khi mà gặp chuyên gia dinh dưỡng thì các chuyên gia sẽ đánh giá về trọng lượng cơ thể, về chiều cao, về BMI, rồi các cái khối cơ. Về cận lâm sàng thì sẽ đánh giá về mức độ creatinine, rồi ure, rồi tính được cái clearance dựa vào mức độ creatinine, sodium phosphate, và sẽ có đánh giá được cái ure niệu 24 giờ, thì từ đó thì có thể ước đoán được cái lượng protein ăn vào dựa vào cận lâm sàng. Và các chuyên gia dinh dưỡng cũng sẽ đánh giá cái sự tuân thủ của bệnh nhân dựa vào là bệnh nhân sẽ nhớ được những cái chế độ ăn, rồi hỏi bệnh nhân về những cái thức ăn mà bệnh nhân thường ăn và các cái bảng câu hỏi. Thì đây là một trong những cái bảng câu hỏi mà các chuyên gia dinh dưỡng có thể sử dụng để đánh giá bệnh nhân về cái chế độ ăn, cái mức độ tuân thủ của chế độ ăn giảm đạm. Về vấn đề giáo dục về dinh dưỡng thì đây là một cái nghiên cứu để đánh giá cái vai trò của các cái giáo dục về dinh dưỡng trong việc cải thiện chế độ ăn ở những bệnh nhân mà giai đoạn 3 đến 5 và áp dụng cái chế độ ăn giảm đạm. Thì có khoảng 89 bệnh nhân tham gia vào nghiên cứu, thì người ta thấy rằng đối với cái nhóm mà bệnh nhân có được tham gia vào cái khóa học mà giáo dục về dinh dưỡng thì cái khả năng mà giảm cái lượng protein ăn vào là 20,7 gram so với cái nhóm còn lại là chỉ giảm được cái lượng protein vào là 10,5 gram một ngày. Và cái kết quả này là có ý nghĩa thống kê. Như vậy cho thấy rằng cái vai trò của cái giáo dục dinh dưỡng cũng rất là quan trọng trong cái việc giúp cho bệnh nhân tuân thủ cái chế độ ăn giảm đạm.
Thì đối với ở Việt Nam thì chúng ta đã có những cái vũ khí gì để giúp cho bệnh nhân tuân thủ cái chế độ ăn giảm nặng? Thì cũng theo các khuyến cáo chúng ta cũng đã có rằng là các chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ điều tra về chế độ ăn của bệnh nhân, giáo dục bệnh nhân về kiến thức thái độ và kêu gọi sự hỗ trợ từ người thân. Và các cái vũ khí như là các sách chế độ ăn cho bệnh thận mạn và tùy theo mỗi bệnh viện thì đều có những cái hướng dẫn cho bệnh nhân có bệnh thận mạn và theo dõi khuyến khích bệnh nhân qua các cái lần tái khám. Thì đây là một số tài liệu về cái chế độ ăn dành cho người bệnh có bệnh thận mạn. Đây là cái tài liệu của Bệnh viện Đại học Y Dược. Còn đây là cái cuốn sách về quản lý chế độ ăn giảm đạm trên bệnh nhân có bệnh thận mạn. Thì mình cũng có các mục là một, tức là cho bệnh nhân biết là về bệnh thận mạn là gì và vai trò của cái chế độ ăn giảm đạm, tại sao mà bệnh nhân phải tuân thủ, và sau đó là cung cấp những cái hàm lượng protein ở trong các cái chế độ ăn để bệnh nhân có thể tự tự, tự tính được cái lượng protein ăn vào, đồng thời cung cấp những cái hướng dẫn về tiết chế về natri, kali và phốt phát. Và cuối cùng thì trong cuốn sách này mình cũng có những cái bữa ăn mô tả. Thì đây là cái nội dung thì mình và trong cuốn sách có mô tả về những cái thực phẩm chứa nhiều đạm cần hạn chế và những cái thực phẩm ấy nó gần gũi với người Việt Nam, ví dụ như là các loại thịt động vật, các loại hạt như là hạt điều, hạt thạch nhân, hạt kê, hạt dẻ, đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu nành là những thực phẩm mà rất là gần với lại người Việt Nam, thì đây là những cái thực phẩm mà nên tránh. Hay là các loại rau như là rau muống, rau ngót, rau dền, rau mùng tơi cũng là những cái thực phẩm mà chứa nhiều đạm cần hạn chế. Đây là cái bảng mà mình sẽ thấy được rằng là những cái loại thức ăn nào là những thức ăn mà giàu natri, giàu kali, giàu phốt phát mà bệnh nhân cần phải được hạn chế hoặc là không nên ăn. Đồng thời thì cũng cung cấp hàm lượng protein trong từng cái món ăn, trong các cái nhóm rau củ, nhóm tinh bột, nhóm thịt thủy hải sản, và thiết kế được cái bữa ăn có 5 cái thực đơn để thiết kế cho bệnh nhân. Và chi tiết là mỗi cái bữa như vậy thì mình sẽ ăn bao nhiêu gram. Đó, thì đó là một trong những cái vũ khí mà chúng ta hiện đang có để có thể giúp bệnh nhân tuân thủ dễ dàng hơn trên thực hành lâm sàng. Như vậy thì để kết luận cho bài báo cáo trên thì chế độ ăn giảm đạm không hề dễ tuân thủ hay còn có thể nói là một thách thức trên thực hành lâm sàng, và chìa khóa cho sự tuân thủ đó là phải giáo dục cho bệnh nhân về kiến thức thái độ và cần phải phối hợp với người thân, sự tương tác tốt giữa thầy thuốc và bệnh nhân, và chúng ta phải cung cấp các cái công cụ giúp bệnh nhân tự tính được lượng protein ăn vào và các cái tiết chế khác về muối, kali hay là phốt phát. Quan trọng hơn nữa là phải phối hợp cùng với chuyên gia dinh dưỡng để tăng cái sự tuân thủ, và một cái thông điệp quan trọng nhất cho sự tuân thủ là cần phải cá nhân hóa cho từng bệnh nhân. Đã, bài báo cáo của em đến đây là hết, và xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thầy cô, quý anh chị đồng nghiệp. Cảm ơn bài báo cáo của bác sĩ Thu Thủy. Bài báo cáo rất thực tế và đưa ra những cái thông tin hữu ích cho cái việc thực hành tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân. Chúng ta đã nghe qua ba bài báo cáo của các bác sĩ chuyên về chuyên khoa thận. Tiếp theo chương trình thì là phần thảo luận và giải đáp câu hỏi. Các anh chị có câu hỏi nào thì gửi về theo chương trình thì các báo cáo viên sẽ lần lượt trả lời cho tất cả các anh chị. Câu hỏi thứ nhất, liệu keto analog khuyến cáo phối hợp với chế độ very low protein diet? Cái câu này là của bác sĩ Điền hay là? Dạ, mời bác sĩ Điền. Thì theo khuyến cáo đó thì cái chế độ ăn mà VLBD á, thì người ta trước đây là người ta xài là liều 10 kg một viên, rồi bây giờ đó thì có thể là người ta giảm xuống là còn có 5 kg một viên thôi, tức là cái người đó là 5 kg cân nặng lý tưởng thì sẽ sử dụng một viên keto analog. Em đã bỏ vô xuống.
Bác sĩ Thảo xin bổ sung đó, thì thật sự á thì theo cái trên cái nhà sản xuất thì họ ghi cái liều là 5 kg một viên. Tuy nhiên là 5 kg một viên có nghĩa là một bệnh nhân 50 kg thì có thể phải uống 10 viên thuốc. Cái vấn đề này cũng đã được thảo luận rất là nhiều, thì tôi cũng có được tham dự một lần cái hội nghị chuyên gia về ketoanalog ở Hồng Kông á, thì người ta cũng hỏi ý kiến các cái chuyên gia của từng nước á, như vậy là về thực hành lâm sàng thì từng nước á, là dùng bao nhiêu viên vân vân. Thì thực tế á, là mỗi một nước thì cũng đưa ra một cái ý kiến khác nhau, tuy nhiên là xét ở cái góc độ thực hành lâm sàng cũng như là cái ứng dụng tại Việt Nam mình đó, thì tôi thấy là trên các cái nghiên cứu giống như những cái nghiên cứu của bác sĩ Điền đưa ra đó hồi nãy, cũng có những cái nghiên cứu người ta sử dụng là 10 kg một viên, thì như vậy thì nó có thể thực tế hơn đối với Việt Nam. Thứ nhất là về giảm cái chi phí trong một cái toa thuốc, cái thứ hai nữa là về cái số lượng viên thuốc uống đó, thì nó rất là nhiều. Ngoài ra còn có thuốc huyết áp, thuốc đái tháo đường, thuốc hạ mỡ máu vân vân, thì rất là nhiều thuốc mà nếu bệnh nhân uống mà quá nhiều như vậy á, thì nó cũng rất là khó. Ví dụ như ở Đại học Y Dược có, ở bệnh viện Đại học Y Dược có, mỗi bệnh nhân khi vào á, người ta có tính cái nguy cơ bị hít sặc á, thì trong đó có cái mục là bệnh nhân phải uống bao nhiêu viên thuốc, thì có cái mục là uống trên 9 viên là cái thuộc cái nguy cơ cao là phải hít sặc á. Cho nên là thì trên cái góc độ thực hành lâm sàng thì tôi thấy là nếu mà chúng ta mà giữ được cái mức là 10 kg một viên thì cũng có thể tạm chấp nhận được. Không biết bác sĩ Thủy có ý kiến nào về vấn đề này không? Riêng ý kiến của chúng tôi đó thì như thế này, trên thực hành lâm sàng thì chúng ta thường thường đó, cái liều khuyến cáo của nhà sản xuất đưa ra là 1 viên cho mỗi 5 kg cân nặng. Nãy giờ thiệt sự là tôi cũng hơi hơi ngạc nhiên về cách dùng của hai bác sĩ là 10 kg một viên, thì nó sẽ hơi dễ bị lầm lẫn ha. 10 kg cái gì mới được ha? Một viên cho mỗi 5 kg cân nặng hay một viên thuốc cho mỗi 10 kg cân nặng, thì các bác sĩ mà không chuyên lắm về thận hoặc là các bạn mà gọi là tổng quát đó, ha, sẽ hiểu hiểu rõ hơn. Tại vì mình chuyên chuyên khoa thận cho nên mình có thể hiểu cái chuyện này. Nhờ trước giờ thì mình sử dụng không phải là mình sử dụng 10 kg một viên hay là 5 kg một viên, một viên cho mỗi 5 kg cân nặng. Cái việc mà sử dụng với cái liều một viên cho mỗi 5 kg cân nặng hay là một viên cho mỗi 10 kg cân nặng thì nó liên quan tới cái chuyện thực tế lâm sàng của mình nhiều hơn. Thực tế nếu nhưng mà mình có cái điều kiện thì nên theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Trong trường hợp chúng ta thấy là mỗi bệnh nhân nên cá thể hóa, ví dụ như cái người có nguy cơ hít sặc giống như bác sĩ Thảo nói, nhưng mà chúng ta thấy là cũng có đa số những cái bệnh nhân bệnh thận mãn của mình là những người trẻ và càng ngày càng trẻ. Cái chuyện uống thuốc nhiều khi người ta không có sử dụng thuốc huyết áp, cũng họ không có cao huyết áp, họ cũng không có cái gì khác, không có rối loạn mỡ trong máu. Họ chỉ có sử dụng có cái chuyện là làm sao để tuân thủ được chế độ ăn và có thể uống kèm cái ketoanalog bổ sung. Thì cái chuyện mình cho thuốc một viên cho mỗi 5 kg cân nặng là có thể có, nếu mà có điều kiện kinh tế và nó đúng về cái khuyến cáo của nhà sản xuất hơn. Nhưng mà thực tế thì có những người thì không đủ điều kiện lắm, cho nên đa số là mình sử dụng với cái liều là một viên cho mỗi 10 kg cân nặng. Ví dụ như một người 60 kg chẳng hạn thì chúng ta có thể sử dụng cái chuyện là 60 viên trong một ngày ha, chia ra làm 3 lần theo các bữa ăn chẳng hạn. Cái đó là cái ý kiến về thực hành lâm sàng mà chúng tôi thấy là chúng tôi làm trong nhiều năm qua. Còn một cái câu hỏi, loại thức ăn có nhiều axit amin có giá trị sinh học cao gồm những loại nào? Nếu keto analog làm tăng canxi máu thì cách điều chỉnh ra sao? Ở bệnh nhân có eGFR dưới 18 ml/phút, nếu dùng keto analog làm tăng canxi máu thì nên ngưng hay tiếp tục dùng keto analog? Xin mời các báo cáo viên trả lời. Bác ạ. Không biết.
Nếu mà các bạn còn hơi phân vân thì tôi giải thích dùm cho cái này một chút ha. Những cái axit amin có giá trị sinh học cao đó, thì tại sao người ta kêu là giá trị sinh học cao? Thứ nhất đó là nó phải đáp ứng được cái chuyện là nó là những cái axit amin thiết yếu hay không. Cái thứ hai nữa là nó có dễ hấp thu hay không. Tức là người ta sử dụng đó, có những cái nó có cái axit amin nhiều nhưng mà có cái đạm đó, nhưng mà lại không hấp thu, rất khó hấp thu đối với cái cơ thể của người mình. Thành ra những cái loại nào mà nó dễ hấp thu, tôi giả dụ như thế này, người ta nói ăn trứng nha, nó có giá trị sinh học cao là vì nó chứa rất là nhiều những cái axit amin thiết yếu và nó hấp thu cũng khá tốt đối với một cái người có hệ tiêu hóa bình thường. Còn câu thứ hai, mời bác sĩ Điền. Tôi xin trả lời cái câu thứ hai là nếu mà trong trường hợp mà ketoanalog mà nó làm tăng canxi máu thì chúng ta điều chỉnh như thế nào? Thì thực ra là trong cái nghiên cứu á, người ta thấy là cái ketoanalog nó duy trì cái canxi máu nằm ở trong giới hạn bình thường. Tức là chúng ta thấy là trong nghiên cứu á, cái nồng độ canxi ở trong cái nhóm mà sử dụng ketoanalog á, thì nó cao hơn so với là cái nhóm chứng thôi, nhưng mà nó vẫn nằm trong giới hạn bình thường, cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là khi mà những cái người mà người ta bị suy thận giai đoạn mà tiến triển đó, người chắc chắn là người ta sẽ có rối loạn chuyển hóa canxi phốt pho. Vậy thì lúc đó là canxi người ta sẽ giảm và phốt pho người ta sẽ tăng. Cái việc mà chúng ta sử dụng ketoanalog mà nó làm tăng canxi đó thì chúng ta phải đi tìm coi là tại sao canxi lúc này nó tăng, chứ không phải là chúng ta thấy là chúng ta sử dụng ketoanalog mà nó làm cho canxi tăng thì chúng ta phải cân cái ketoanalog. Lúc đó là thì chúng ta phải đi coi là chúng ta có sử dụng thêm cái canxi hay không, chúng ta có sử dụng thêm cái canxi trion hay không, hoặc là chúng ta phải làm lại cái xét nghiệm rối loạn chuyển hóa canxi phốt pho, hoặc là phải đi tìm những cái nguyên nhân mà làm tăng canxi máu khác, chứ không phải là cứ sử dụng ketoanalog mà tăng canxi là chúng ta sẽ bỏ cái ketoanalog. Là bởi vì chúng ta thấy là cái ketoanalog đó nó sẽ giúp cho cái điều chỉnh được, nó kiểm soát được rối loạn chuyển hóa canxi phốt pho, chứ bản thân của nó thì nó không có làm tăng canxi. Mà bên cạnh đó thì cái việc sử dụng ketoanalog đó nó mang lại những cái lợi ích khác, ví dụ như là làm chậm tiến triển đến suy thận giai đoạn cuối, hoặc làm chậm tiến triển đến cái chuyện là chạy thận nhân tạo. Em xin bổ sung cái câu của bác sĩ Điền. Thứ nhất là bác sĩ Điền nói rất là đúng, tức là chúng ta phải tìm nguyên nhân tăng canxi. Tức là đa số bệnh nhân suy thận mạng thì là hạ canxi, tăng phosphat. Tuy nhiên là vẫn có một số nguyên nhân tăng canxi máu. Ví dụ như là gần đây là không biết là do hồi trước là ít có quan tâm hay sao, từ đây tôi thấy bệnh nhân vô suy thận mạng cuối cùng tìm ra nguyên nhân là đa u tủy rất là nhiều. Ngay cả ở người trẻ, không có phải là lớn tuổi đó, thì đó cũng là một trong những nguyên nhân tăng canxi máu. Hoặc là có những cái trường hợp mà bệnh nhân vôi hóa tủy thận vân vân, đó là những cái bệnh về di truyền là tăng canxi máu. Thì điều quan trọng là chúng ta phải tìm nguyên nhân. Cái chuyện thứ hai tôi muốn nói là đúng là trong cái thành phần của ketoanalog, trong cái thành phần viên thuốc á, có canxi, tức là trong cái thành phần viên thuốc có canxi. Cho nên thực sự nếu mà những bệnh nhân mà bị tăng canxi máu do bệnh lý đó, thì đúng là chúng ta phải ngưng thiệt, chứ không phải là chúng ta sẽ sử dụng tiếp. Chỉ trừ những cái trường hợp bình thường, không phải là những cái nguyên nhân đặc biệt gây tăng canxi máu đó, thì chúng ta có thể sử dụng thôi. Còn như vậy cái quan trọng nhất là phải tìm nguyên nhân. Sau khi có nguyên nhân cụ thể thì nếu mà cái tình trạng tăng canxi máu của người ta là quá mức á, thì chúng ta phải ngưng. Còn nếu mà có thể chấp nhận được thì chúng ta có thể giảm liều. Đó là cái kinh nghiệm lâm sàng thực tế. Câu hỏi thứ ba, ketosterin dùng sau ăn có giảm hiệu quả không? Trường hợp bệnh nhân lớn tuổi ăn uống kém có thể nghiền viên thuốc để dùng được không? Có hiệu quả không? Xin mời bác sĩ Thủy. Bác sĩ Thủy.
xin phép được trả lời cái câu hỏi trên. Thì thực ra theo khuyến cáo thì mình sẽ nên từ nhà sản xuất thì mình sẽ dùng cái keto serine là vào cái lúc mà là bụng đói. Tuy nhiên thì không có, tức là theo trên lâm sàng em biết thì không, cũng không có một cái khuyến cáo rằng là mình không có nghiền cái viên thuốc để cho bệnh nhân uống. Còn trong cái trường hợp mà bệnh nhân mà lớn tuổi mà dùng một lúc mà rất là nhiều viên thì trên thực tế thì em vẫn là cho phép bệnh nhân là có thể nghiền cái viên thuốc ra được uống. Còn cái hiệu quả hay không ấy, thì thực sự là mình chưa có cái nghiên cứu để đánh giá được cái việc này. Tuy nhiên thì trên thực hành lâm sàng á, thì bản thân thì em vẫn có cái áp dụng. Thì chắc là em xin cái chia sẻ của các thầy cô lớn hơn, có kinh nghiệm nhiều hơn về cái vấn đề này. Thì thực tế thì là nhà sản xuất không có khuyến cáo nghiền viên thuốc, cho nên là mình không thể trả lời được là có hiệu quả hay không. Và thì khi mà tiếp xúc với bên nhà sản xuất đó, thì người ta cũng đang có ra cái ý tưởng là sử dụng cái chế phẩm này với một cái hình thức khác để sử dụng cho những người không có uống được đó, hoặc là cho nó kiểu như là dễ uống hơn thay vì uống thuốc thì người ta ngán đó, thì người ta cũng đang có cái ý tưởng là làm ra ví dụ như sữa, ví dụ như bánh hay là cái gì đó. Thì thiệt sự là đó cũng là một cái nhu cầu đặt ra để nhà sản xuất cải tiến cái chế phẩm của họ. Và theo tôi được biết là họ cũng đang nghiên cứu để hy vọng là trong tương lai chúng ta có cái dạng chế phẩm khác để sử dụng cho bệnh nhân. Câu hỏi này thì như lần nào nói chuyện với keto serine thì cũng có cái câu hỏi này. Đứng về nguyên tắc thì nếu viên keto serine chỉ đơn thuần là các acid amin thì chuyện nghiền viên thuốc ra không ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới hết. Nói vui là vậy đó. Nhưng mà lý do tại sao cái nhà sản xuất người ta khuyến cáo là không nên coi như bẻ nghiền gì viên thuốc. Chúng tôi có hỏi các dược sĩ ở hãng thuốc thì người ta nói có thể tại viên thuốc nó có cái mùi hơi là khá hôi do là acid amin, cho nên khi nghiền ra thì có thể là khó uống. Và cũng chưa được giải thích thỏa đáng cái chuyện là để nguyên viên hay là nghiền viên thuốc. Nhưng mà giống như chúng ta suy luận đó, thường thường cái viên thuốc này đó, nếu đơn thuần nó chỉ là acid amin thì cái chuyện nghiền viên thuốc ra không ảnh hưởng gì hết nha. Nhưng mà không biết còn cái gì khác hơn ở đối với cái chuyện mà người ta bao bọc cái viên thuốc hay không, thì cái đó là phải chắc là phải chờ hỏi tới nhà sản xuất trên hơn, hoặc là không biết dược sĩ My có trả lời được hay không. Dạ, đại diện về nhà sản xuất của công ty Fresenius Kabi thì về keto serine là được cấu tạo từ các acid amin, cũng như bác sĩ Liên nói thì về mặt hóa học ấy, thì acid amin mình nghiền ra thì nó không có ảnh hưởng tới việc hấp thu của acid amin. Tuy nhiên thì các anh chị cũng biết cái acid amin ấy, thì mùi của cái acid amin nó rất là không dễ chịu, và cái mùi như là một cái mùi khai. Và thậm chí nếu như chị có để ý thì nếu như cái vị thuốc keto serine nếu như mà bị hở cái vỉ ra mà để cho viên thuốc nó bị ẩm ấy, thì mình cũng sẽ nghe một cái mùi rất là khó chịu. Do đó là công ty không có khuyến cáo các bác sĩ hoặc là bệnh nhân là nghiền viên thuốc ra. Bởi vì khi mà mình nghiền viên thuốc á, thì cái phim mà nó bao vỉ á, nó che cái mùi hôi của acid amin á, thì nó sẽ làm cho bệnh nhân rất là khó uống và nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc tuân thủ điều trị của bệnh nhân. Cho nên nếu được thì tốt nhất mình vẫn nên uống một viên thuốc đang còn nguyên vẹn. Em xin cảm ơn. Cảm ơn câu trả lời của dược sĩ My. Chúng ta qua câu số 4. Trên thực tế lâm sàng, các bác sĩ có gặp trường hợp có đợt gút trên bệnh nhân sử dụng keto serine hay không? Các báo cáo viên có ý kiến gì không ạ? Em xin trả lời câu này. Thì thực tế là nếu mà trường hợp đợt gút thì là mình phải điều trị hoặc là tìm nguyên nhân. Tức là có thể thường thường những cái bệnh suy thận mạn thì nó kèm bệnh gút đi kèm, hoặc là do một cái bệnh gút có sẵn, hoặc là khi mà suy thận thì cái acid uric nó cũng tăng cao. Thì thường chúng ta phải điều trị cả hai, chứ vừa bệnh thận vừa bệnh gút, chứ không phải là
tôi nghĩ cũng không phải đơn thuần do cái ketosterin gây ra. Về trường hợp này thì tôi cũng có ý kiến, thực tế ra tôi làm về thận trên 30 năm thì có thể nói là cái chuyện sử dụng ketosterin nó không liên quan gì tới cái chuyện mà những đợt gút hết. Vì bệnh nhân mà bệnh thận mãn của mình đó thì cái độ suy thận nó càng tăng thì cái khả năng cái acid uric nó càng cao ha, hoặc là ở những người đã có những cái chuyện tăng acid uric sẵn trên cái cơ địa của người ta ha. Còn cái chuyện sử dụng ketosterin thì thấy là trong cả ngàn bệnh nhân sử dụng thì không có những cái bệnh nhân mà có những đợt gút do sử dụng ketosterin, có thể khẳng định như vậy, trừ những bệnh nhân họ có cái bệnh lý sẵn thôi. Cho nên chắc là các bác sĩ cũng không nên quá ưu tư về cái chuyện này. Cái câu số 5 thì hồi nãy mình đã phân tích rồi á, thì có lẽ bỏ qua. Xin hỏi còn những câu hỏi trước. Đây. Có câu hỏi dành cho bác sĩ Điền. Đối với bệnh nhân thận mãn đang giảm albumin máu thì chế độ ăn giảm đạm có làm ảnh hưởng đến albumin không ạ? Xin mời bác sĩ Điền. Thì em xin trả lời cái câu hỏi này thì giống như là nãy trong cái nghiên cứu á, thì cái việc mà chúng ta sử dụng cái chế độ ăn mà giảm đạm kèm theo cái keto analog á, nó sẽ không có làm giảm cái albumin máu hơn nữa, mà thậm chí trong cái nghiên cứu của Ganietta đó thì người ta thấy là ở cuối cái thời điểm nghiên cứu á, là thậm chí là cái albumin máu của cái người mà bệnh thận mãn mà do đái tháo đường giai đoạn 4 mà có tiểu đạm ngưỡng cận hư đó, thì ở cuối thời điểm nghiên cứu cái albumin nó còn tăng hơn là so với thời điểm mà khi mà người ta bắt đầu vào nghiên cứu. Do đó đó thì là cái chế độ ăn mà giảm đạm kèm theo ketone analog là bởi vì nó đạt được cái nhu cầu năng lượng nó là 0.55 đến 0.6 gram mật ký một ngày, nên là gần như là nó sẽ không có làm giảm thêm cái albumin máu trên những cái đối tượng này. Em sẽ bổ sung cái câu trả lời của bác sĩ Điền. Thứ nhất là thì nói chung là về cái nghiên cứu thì người ta thấy như vậy. Đó là mình nói chung, tuy nhiên trên thực tế lâm sàng thì người ta nói mình có một câu là mình sẽ cá nhân hóa điều trị tùy từng bệnh nhân. Như vậy nó cũng sẽ tùy nguyên nhân, chẳng hạn như những cái bệnh nhân bị hội chứng thận hư thì cái tình trạng mất đạm qua nước tiểu làm giảm albumin máu, cái đó là như vậy. Cái việc điều trị chính cái chuyện giảm albumin máu là cái chuyện làm sao đừng mất đạm, tức là mình sẽ điều trị bệnh chính yếu, ví dụ ức chế miễn dịch hay gì đó, tùy theo cái bệnh nguyên nhân thì cái chuyện đó mình phải điều trị bệnh nguyên nhân. Còn keto analog là bổ sung thêm để làm chậm tiến triển thôi. Cái chuyện thứ hai là trong cái KDOQI 2020, nếu các anh chị chú ý thì người ta ghi rất rõ là áp dụng chế độ ăn giảm đạm với sự giám sát chặt chẽ của lâm sàng. Điều đó có nghĩa là nếu như chúng ta theo dõi chặt chẽ mà cái tình trạng albumin máu cải thiện thì chúng ta sẽ tiếp tục như vậy. Còn nếu như mà cái tình trạng albumin máu không cải thiện, suy dinh dưỡng, cái tình trạng thận nó càng ngày xấu dần đó, thì mà chúng ta điều trị nội khoa bảo tồn không có có hiệu quả đó, thì đó là một cái chỉ định của điều trị thay thế thận. Thì chúng ta cũng cần lưu ý là người ta có ghi một câu là dưới sự giám sát chặt chẽ của lâm sàng, tức là chúng ta sẽ cho thuốc và chúng ta có khám lại, theo dõi lại và có những cái quyết định chính xác. Về câu hỏi này đó thì do cái bài ngày hôm nay chúng ta không nói về cái chuyện chỉ định của cái chế độ ăn giảm đạm và chống chỉ định của chế độ ăn giảm đạm, cho nên chỉ đơn thuần là mình nói về những cái nghiên cứu về những cái lý do tại sao sử dụng cái chế độ ăn giảm đạm. Tuy nhiên nếu thực hành lâm sàng thì các bạn cần phải nắm vững cái chuyện là chỉ định cái chế độ ăn giảm đạm khi nào và chống chỉ định của chế độ ăn giảm đạm khi nào. Ví dụ như có những cái bệnh nhân quá suy kiệt, người ta không áp dụng chế độ ăn giảm đạm, hoặc là bệnh nhân bệnh thận mãn nhưng mà sau phẫu thuật người ta cũng không áp dụng chế độ ăn giảm đạm. Nó có 5-6 cái chống chỉ định khi nào trong một cái bài nguyên vẹn về nói về cái chế độ ăn giảm đạm cho các bác sĩ đó, chúng tôi sẽ trình bày cụ thể hết cái chỉ định và chống chỉ định của cái chế độ ăn giảm đạm. Câu hỏi kế tiếp, thầy cô cho em hỏi về khuyến cáo lượng nước cho bệnh nhân CKD.
Hồi nãy thì trong cái bài của bác sĩ Thủy cũng có nói rồi ha, thì cái lượng nước nếu mà mình tính một cách gọi là rất là chặt chẽ đó, thì cái lượng nước uống hay là cái nước đưa vào trong cơ thể của bệnh nhân sẽ bằng cái lượng nước tiểu của ngày hôm trước cộng với 500 ml, đó là tính đơn giản cho bệnh nhân. Tuy nhiên các bạn khi mà các bạn tư vấn cho bệnh nhân đó, thì cái chuyện này là chuyện thực tế nha. Khi chúng ta tư vấn cho bệnh nhân, các bạn phải nói rõ lượng nước uống ha, cho cái ngày hôm nay thì sẽ bằng lượng nước tiểu của ngày hôm trước cộng thêm 500 ml, chứ không phải là bằng nước tiểu của ngày hôm trước cộng thêm 500 ml. Và đã có nhiều dân của mình đó, họ rất là phải nói là họ rất là thiệt tình ha. Nghe mang máng là nước tiểu của ngày hôm trước cộng với 500 ml, về nhà lấy nước tiểu của ngày hôm trước ha, đổ thêm nửa lít nước nữa vô uống, sau đó chạy tới bác sĩ nói khó uống quá bác sĩ ơi ha. Cái chuyện này là chuyện thực tế mà chúng tôi đã gặp khi tư vấn cho bệnh nhân. Cho nên các anh chị em khi tư vấn cho bệnh nhân về chế độ ăn đó, các anh chị em phải nhấn mạnh tới cái chỗ này nha. Tại vì người dân quê của mình đó, họ hiểu mình nói nhanh quá, họ sẽ có thể hiểu sai ha. Và họ nghe bác sĩ nói cái gì là tin răm rắp cái đó, và về làm đúng răm rắp cái đó, và nguy hiểm vô cùng. Các bạn thử tưởng tượng người ta uống cả tháng người ta mới quay lại, giống như là áp dụng cái niệu liệu pháp vậy ha, thì kinh hoàng quá ha. Câu hỏi kế tiếp: mặc dù khuyến cáo keto sử dụng cho bệnh nhân trước lọc, tuy nhiên với các bệnh nhân đang lọc máu với tình trạng ăn và uống sữa rất kém để tăng lượng đạm không từ thức ăn thì có thể sử dụng keto hay không? Xin các bác sĩ cho ý kiến. Đương nhiên là được rồi đó. Dạ, xin trả lời câu này thì nếu mà bệnh nhân lọc máu mà không có ăn uống, cũng tình trạng dinh dưỡng kém, thì cũng có thể bổ sung cái keto analog. Thì thực tế cũng có những cái nghiên cứu và ở những cái người lớn tuổi mà cái nhu cầu hoạt động không có nhiều á, nhu cầu chuyển hóa không có nhiều, người ta có những cái nghiên cứu mà chạy thận một lần một tuần hay là hai lần một tuần kết hợp với uống keto analog. Thì cũng có những cái nghiên cứu đó. Ngoài ra thì để mà rõ hơn cái chuyện mà bổ sung năng lượng cũng như bổ sung dinh dưỡng cho bệnh nhân lọc máu thì hình như nó là một cái chủ đề tiếp theo vào tháng 11, thì sẽ cũng nhân tiện cũng sẽ giới thiệu các anh chị đón xem vào giữa tháng 11 sẽ có một cái chủ đề là về bổ sung dinh dưỡng cho bệnh nhân lọc máu, thì sẽ nói cụ thể hơn.